Hello, xin chào cả nhà. Chị nào thấy em tương tác chấm bài luôn nha cả nhà ơi. Hôm nay live chuột tí xíu nha. Hôm nay lên hơi trễ ha mọi người. Mấy giờ rồi ta? 4 giờ hả? Trời ơi, chết rồi, 4 giờ em live tí xíu nha mọi người. Chấm bài tương tác bài viết nha cả nhà ơi. Hôm nay live sale nha. Tại vì hàng lẻ cái quá nhiều luôn rồi. Nên là cố gắng sale hết cho mấy chế luôn. Rồi, em xin chào chị Bảo Ngọc. Em xin chào chị Nguyệt Lê. Em xin chào cả nhà nha. Em xin chào chị Khánh Tâm. Xin chào chế. Xin chào mấy chế tương tác bài viết chấm bài giùm em. Và em bán mấy mã đồ online siêu rẻ cho mọi người luôn nha. Nên là mấy chế vô nhanh bài viết giùm em nha cả nhà ơi. Vô nhanh bài viết nha mấy chú ơi. Trời ơi, đang trông ngóng cái hàng mới về ghê luôn á. Em Facebook Hồng Loan nha, Facebook kia điện thoại hết pin. Ok em, rồi vô nhanh bài viết giùm em nha cả nhà ơi. Và mọi chị đang xem cho em xin 3 nút chia sẻ hội nhóm của mọi người và 1 đến 2 nút chia sẻ trang cá nhân nha cả nhà, với chế độ công khai nha. Và sao tính nói gì quên mất tiêu rồi trời. Và mọi chị đang xem nhớ là like bài nè. Và cho em xin 1-2 nút share nha cả nhà ơi. Và khách mới á, mình mua hàng bên em bằng cách là mọi người mua kèm mã sản phẩm, kèm size và kèm chiều cao của bé giùm em. Nhớ là phải kèm số điện thoại nha, và comment đúng số điện thoại. Tại vì nếu như mà mọi người comment sai cái số điện thoại là em không gửi được tin nhắn chốt đơn cho mọi người. Nên là cố gắng ha, mình comment đúng cái số điện thoại và comment đúng cú pháp giùm em nha mọi người ơi. Tương tác và vô nhanh bài viết luôn cả nhà ơi. hôm nay sale nên là mọi trẻ đang xem cho em xin 2-3 nút tương tác và chia sẻ bài viết nha. Lên trễ quá buổi chiều thì em sẽ tri ân mấy mã đầu like cho mọi người, tri ân giá rất là rẻ luôn. Nên là cố gắng vô nhanh bài viết em nha. Và tối nay thì chơi mini game. Tối nay em gán lên sớm tí xíu chơi mini game cho với mọi người. Dạ, đơn hôm qua là em chưa có đi nha chị Thu Hiền ơi. Em dồn với đơn hôm nay nha chị ơi. Ngày mai chị sẽ nhận nhắn chút đơn bên em nha. Còn mấy chị khách mới lên kèm giúp em có điện thoại và được lọc tên lên ra. Thì nhớ là cho em xin đăng tin về địa chỉ cho mấy chị ơi. Rồi mấy con này em mơ. Dạ chị có thông tin bên em rồi mình không cần kèm số điện thoại nữa nha chị Thu Hiền ơi. Mấy chị mà có thông tin rồi thì không cần kèm số điện thoại đâu mọi người. Mấy con này em bán rẻ cho mọi người đầu like, giống như là mã tương tác tri ân đầu like ha. Rồi chia sẻ họ nhóm giùm em nha mấy chế ơi. Rồi mấy con này bán mã cho em là B1 đi. Ôi, mấy cái này em còn ít rồi mọi người. Rồi B1 28.000 tặng cho mọi người luôn á. B1 tặng 28.000 size 101. B1 tặng 28.000 size 101 giùm em nha mấy chế ơi. Mã tặng B1 size 101 cho em nha cả nhà. Rất là xịn sò luôn. Mà không thấy chốt được đơn nơi em. Sao vậy chị Thu Hiền ơi? Cố gắng tương tác bài viết và cho em xin 1-2 nút chia sẻ của mọi người nha. Cảm ơn chị Hình Sự Thôn nè chế ơi. Rồi B1 cho em được 3 con chị ơn. 28.000 B1 kèm size 101. B1 28.000 size 101. Mã B1 chị Hình Sự Thôn. Mã B1 C1 chị Xuân Thanh Cao. C1 chị Nguyễn Trang. Rồi B2 cho em cố gắng tương tác bài viết đầu like nha. Em không có tặng quà nhưng mà em sẽ tri ân đầu like cho mấy chế. Rồi mấy con này tri ân nốt cho mọi người. B2 cho em nhá. Con này B2 38.000. Cấp tốc lên đơn cho em và cố gắng tương tác bài viết giùm em nha mấy chị ơi. B2 là em có từ size 90, nhưng mà size 90 và size 100 thì mọi người nhảy lên size giùm em. Chốt cho em từ 12kg size 90 nha mọi người. Nguyễn Trang em bấm nhầm, em nhắn nhầm Nguyễn Trang có được chốt không em? Kìa Nguyễn Trang kìa. Rồi nhắn nhầm chốt gì khác đi em. Rồi chốt cho em con này là mã B2. B2 38.000 tri ân cho mọi người. B2 kèm size nha mọi người ơi. 38.000 và cấp tốc lên đơn. Mọi chị đang xem cho em xin vài lượt tương tác và chia sẻ bài viết ha. Em bán đầu like thì em sẽ tri ân hết cho mấy chế luôn. Rồi B2 kèm size. Mã B1 thì mốt chị Vi Đỗ. Mã B2 xin 2 chị Hương Nguyễn. Mã B2 xin 1 chị Yến Vũ. Rồi. Mã B2 bé 13kg chị Heo Con. 13kg thấy cái size 90 thôi em. Rồi. Mã B2 quá đẹp. 38 thì. Có 90 còn 102. Rồi. Mã B2 size 2 chị Tan Tan. Mã B2 bé 20kg chị Phương Nguyễn. 200 cho
tương tác bài viết luôn nha cả nhà ơi. Và mọi chị đang xem, cho em xin 2 ba nút chia sẻ của mọi người nha. Và còn size nhiêu em? Dạ còn size 1.2. Còn size 1 và size 1.2. 1 là tương ứng với size cỡ 14, 15, 16 kg và size 1.2 là tầm khoảng tới 20, 21 kg cho em. Rồi. Còn 2 size 1 gì Ngọc Bích? Rồi, còn cái 1 và hai cái size 1.2 nữa là em hết rồi. Em chỉ còn size 1 và size 1.2, chị nào chưa có size B2, size 1 và size 1.2 comment lại giùm em nhé. B2 kèm size 38.000 đó mấy chị. Mở B2 size 1.2 chị Duyên Duyên. Rồi còn hai cái đó, mọi cái size đó em. B3 giùm em. B3 chi ân cho mọi người 28.000 B3 luôn. B3. Mở B2 size 1 chị Tuyết Nhung. Rồi. B3 em còn B3 size 90 nè em. Nón cánh đội em hết hàng rồi chứ, chờ em vài bữa nữa hay em về hàng. Rồi B3 size 90 28.000 B3. B3 size 90 28.000 rồi B4. B4 size 90 28.000 cho ông đầu like cho mấy chế nha. Cố gắng tương tác bài viết giùm em nha cả nhà ơi. Mã B3 size 90 chị Ánh Tuyết. Rồi B4 size 90 28.000 đó. Tiếp cho em. B5 này size 101 cho mấy chị qua B4 giúp em nha. B4 size 90 luôn em. Rồi. Mã B4 sẽ 10 cái phụ giúp chị biết dùng. Rồi B5 luôn em ơi, 28.000 B5. B5 28.000 nha cả nhà, em chưa ông hết chồng này luôn. B5 28.000 giùm em nha mấy chế ơi. B5 28.000 em có size 101, 102 và size 103. Kèm size giùm em nha, con váy này mặc phối với áo thun rất là xinh luôn. B5 kèm size giùm em. B5 kèm size. Em mới nhận một loạt đầm quá xá cân. Em cảm ơn chị Hồng Nhu. Hồng Nhu rất là nhiều nha chế ơi. Rồi B5 kèm size giùm em cho chế mượn remote mấy lần đi. Mã B5 xe mốt chị Lê Thị Lương, xe 2 chị Hương Nguyễn. Mã B5 xe mốt chị Tuyết Nhung. Mã B5 xe 3 chị Hương Hàng Nguyễn. Mã B5 xe mốt chị Vi Đỗ. Em chỉnh cái máy lạnh. Rồi B5 còn cái size nhiêu? 1.2. Rồi. Mở B5 xem hai cái cùng chị An Ly. Rồi B6 cho em nha cả nhà ơi. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người nha mấy chế ơi. Một nút share và nút like của mấy chế ha. Con này chốt cho em là mã B. B6 kèm size giùm em, con này 58.000 B6. B6 là size 1.2, 58.000 B6 kèm size nha mấy chị ơi. B6 size 1.2, 58.000. Rồi, sale đồ bộ không chị hả? Sale đồ bộ có được ít à? Tí nữa đi. Nếu mà mặc size 1.5 là đẹp nha chị Phương nhỏ, mặc 1.5 là hơi bự nha chị ơi. Mã B6 xem 2 cho chị Hương Nguyễn. Rồi, con này chốt cho em là mã B. B7. B7 28.000, B7 size 1.1. B7 28.000 size 1.1. B7 28.000 size 1.1 cho em nha. Rồi, con này B8 chị ân nốt cho mấy chế luôn. B8 48.000. B7 là size 1 thì mấy chứ ơi. B8 là 48.000 size 1. B8 48.000 size 1 giùm em nha mấy chứ ơi. Cố gắng tương tác bài viết giùm em nhá. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người nha cả nhà ơi. Rồi con này chốt cho em B8 48.000 hai cái 1.1, chân váy dáng dài rất là xịn sò luôn. Mã B7 size 1 chị Liên Liên. Rồi tiếp cho em. Mấy chị mình không biết size của bé nhà mình, comment kèm chiều cao và số cân bên em lấy size chuẩn cho mình luôn hả? Rồi. B8 xem mốt chị Quỳnh Dương. Khách mới lên kèm giùm em cái số điện thoại nha cả nhà ơi. B9 giùm em cái áo khoác. Con này chia ân 48.000 size 1.3. B9 48.000 size 1.3 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. B9 kèm size. B9 48.000 size 1.3. Tương tác bài viết luôn nha mấy chị ơi. Chị ơi, chắc em bé này sẽ mấy chị lên kèm với em số. Hàng sale thì mình cố gắng chọn kỹ cái size giùm em nha mọi người ơi. Thật sự luôn. Và mọi người nhận hàng sale này thì đồng kiểm với shipper luôn giùm em nha mấy chế. Bên em có đồng kiểm với shipper, mọi người kiểm tra hàng với shipper giùm em nha cả nhà. Rồi. Mã B9 xem 3 chị Phương Nam. Rồi.
hàng sale thì cố gắng lên kèm số cân và chiều cao để bên em lấy size chính xác nhất cho mình ha mọi người. Chị nào mà chưa mua hàng bên em lần nào thì mình nhớ kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi con này chốt cho em là mã B. B10 size 120, 58.000 B10 size 120. 58.000 B10 size 120. 58.000 B10 size 120. Em chị ôm mấy cái size 25 ký bé, chị cao bao nhiêu và chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ơi, kèm chiều cao và số cân cho em ha, chốt đơn nha mọi người. Rồi. Mã B10 size 2 chị Tường Vy. B11 size 158.000, B11 size 158.000. Chị ôm mấy con này đầu lai, em chị ôm hết ba con này rồi em lên tiếp tục cho mọi người ha. Rồi tiếp cho em con này là mã B10. B12 58.000 luôn, B12. 58.000 B12 size 90. 58.000 B12 size 90. Mã B11 size 100 chị Ngọc Bích. Tiếp cho em. Con này là mã B10. B13 58.000 B13 size size 120 luôn nè, mấy chế ráng tương tác và săn đầu like hả? 58.000 B13 size 120. 58.000 B13 size 120 rồi em lên mấy con Maracan cho mọi người. Mã B12 size 90 giảm tuyết. Rồi tiếp cho em con này là mã B10. B14 58.000 luôn em, mấy con này 58.000 nè. B14 em lên thêm mã nữa em không thích số 4. Rồi size 140 B14 58.000 size 140 nha mấy chú ơi. B14 58.000 size 140 cho em. Mã B13 size 2 chị Huỳnh Thái Mỹ Nguyên. Mã B14 với 27 ký chị Hương Nguyễn. Rồi con này B15 luôn, 58.000 B15. 58.000 B15 ha mọi người. Cái màu ngoài xanh rất là đẹp luôn. Nó hơi trên la, nó hơi ánh vàng ha cả nhà, do cái đèn lát của em á. Rồi con này chốt cho em là mã B15. Size 1 size 80. Size 80 58.000 B15 size 80. Rồi. Lên con ra canh này cho mọi người. Trời ơi, xịn sò lắm nha mấy chế ơi. B15 là size 80 nha mấy chị ơi, size 8 đến 10 11 ký trở xuống nha. B15 là size 8-10 kg nha mấy chế. Khách mới kèm giùm em cái số điện thoại và được đọc tên trên live rồi mình inbox cho em xin địa chỉ nha. Khách cũ không cần kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. Khách đã mua qua đơn nhà em rồi thì không cần kèm số điện thoại ha mấy chế. Rồi. Mã B15 size 80 chị Trương Vân Hương. Rồi tiếp cho em con áo này là mã B16. Hôm nay em chi ân 100.000 cho mọi người, rất là rẻ luôn nha mọi người. B16 của Maracan đang mặc nha cả nhà ơi. Maracan đang mặc là mã B16 cho em nha mấy chế. Ê, đừng bứt lá bỏ vô trong mấy đây mấy đứa ơi. B16 kèm size giùm em nhé cả nhà. Form và chất rất là đỉnh luôn. Trời ơi, trời, cái màu xuất sắc. Cái này em có từ size 101 tới size dạ, tới 150 là tới 37-38 kg mặc được ha. Chốt cho em con này là mã cái áo mà Maracan đang mặc nha mọi người, là mã B10. B16 form là nó đỉnh chưa. Trời ơi trời, trời ơi trời, xuất sắc lắm. Hôm nay em sale 100.000, chị nào mua hãng này rồi thì biết ha cả nhà. B16 kèm size giùm em. Rồi. 25 kg, cao 1m2 mặc 130 thôi. Hãng này. Chị comment kèm chiều cao và số cân giùm em đi chế để em lấy size chính xác cho chị ha. Cái hãng này thì mình lấy size 130 thôi. Còn những hãng khác thì có thể mặc size 140 ha. Lúc nào chị cũng comment kèm chiều cao và số cân giùm em nha. B16 kèm size. Ngày mai em đi đơn á chị. Đơn của ngày hôm nay sẽ được gộp dồn với đơn ngày hôm qua và tối hôm nay nha mấy chế ơi. Rồi B16 kèm size đọc luôn. Rồi dạ, tập tốt. Mã B16 bé 18 kg chị Hình Sự cô không? 21 chị Hoàng Yến, bé 23 kg chị Cookie Coca, xem tư chị Trang Nguyễn, xem rửa chị Thanh Nga, xem rửa chị Lương Học, xem rửa chị Dư Linh, rồi. Xem 3 chị Phương Nga. Rồi. Mã B16 xem tư chị Bảo Xuân Môn. Rồi cấp tốc lên đơn cho em luôn mấy chế ơi. B16 kèm size nha mấy chị ơi. Mã B16 xem 3 chị Quỳnh Dương. Rồi Quỳnh Dương có đơn. B16 kèm size giùm em là áo Maracan đang mặc nha mấy chế ơi. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mình nhá. Chị Bảo Sumo lúc nào cũng phải kèm mã, kèm số cân và chiều cao giùm em nha chế Bảo Sumo. Rồi. Mã B16 bé 17 kg Tường Vi. Tường Vi rồi 17 kg. Rồi còn size nhiêu em? Mã B16 xem 3 chị Duyên Duyên. Duyên Duyên. Em xin lỗi chị Tường Vi, mình không mở B16 nha chị ơi. Còn 2 cân. Còn size 120 và 140 nha mấy chế ơi. B16
B16 em còn size 1.2 và size 1.4 rồi. Mã B16 cái 30kg 7 tuổi chị Nguyễn Ngọc Thanh hết 1.4. Hết 1.4 còn size 1.2 hai cái rồi, cấp tốc lên đơn cho em. Rồi cái quần này 85.000, mã là mã B10. B17 85.000 kèm size giùm em, cấp tốc lên đơn luôn nha mấy chứ em còn sót được mấy cái thôi, sale note cho mọi người luôn. Rồi B17 85.000 kèm size, cái quần chất rất là đỉnh luôn nha. Chất và form siêu đẹp luôn, con này mặc được cho bé gái và bé trai luôn nha cả nhà. Có size nhiêu em? 1.1, 1.2, 80.000 thôi em. 1.1 và size 1.2 thôi, 80.000. Con này mặc được 16, 17kg và chốt cho em tới 20, 21kg nha. Cái quần Maracan đang mặc nha mọi người, rất là đỉnh luôn, siêu nét luôn cho em nha. Rồi, mã đó không? Mã B16 size 2 chị Duyên Duyên. Rồi, size 1.2 chị Duyên Duyên. Rồi, B16 em hết 1.4 rồi, em chị Hồng Phương ơi. Rồi B16 em chỉ còn cái áo sơ mi, em chỉ còn size 1.2 thôi. Còn B17 là cái quần là em có size 1.1, 1.2, 80.000. Chị sale do 11m size 150 37kg cao bao nhiêu vậy chị sale do ơi? Sale diễn ơi. Bé chị cao bao nhiêu vậy chứ? Mã B17 size 1 chị Hạnh Thanh Nguyễn. Rồi. Mã B17 bé 16kg chị Ngọc Hương. Rồi. Mã B17 size 1 chị Hoàng Yến. Rồi Hoàng Yến có đơn. Nóng vàng bên em không có bán thì chị Nguyễn Ngọc Thanh ơi. Nóng vàng bên em hết hàng rồi nha chị ơi. Rồi còn size 1.2 thôi em, B17 á. Mình gửi hàng bên em gửi hàng bên giao hàng nhanh đó chị. Em gửi bên giao hàng nhanh nha. Rồi B17 em còn size 1.2, chị nào chưa đọc tên B17 size 1.2 comment lại giùm em. B16 em chỉ còn size duy nhất là size 1.2 thôi nha mấy chớ ơi. Còn em còn size 1.2 B17. 32kg 1m1 tùy theo mã nha chớ ơi. Tùy theo mã, bình thường bé nhà chị mặc 1.4 hay là size bao nhiêu vậy chứ? Tùy theo mã, tùy theo sản phẩm. Lúc nào chị bảo sumo chốt đơn bên em cũng phải kèm chiều cao và số cân ha, để em cân đối em lấy cái size chính xác cho chị ha. Rồi tiếp cho em. 37kg 1m4 hả? Mặc cái hãng này 150 được, mà chỉ hãng này thôi nha chị, sale do cái hãng này thôi nha chế. Nên là lúc nào mà mấy chế chốt mà bé cao á thì mọi người cũng phải kèm cái chiều cao giùm em, để em chiều cao và số cân để bên em cân đối lấy size chính xác ha. Rồi con này chốt cho em là mã B18 kèm size nha cả nhà ơi. 80.000 B18 kèm size giùm em. Chất vải rất là đỉnh và form siêu nét luôn. 80.000 em có size 80kg tới 17kg. B18 kèm size nha mấy chị ơi. Form và chất rất là đỉnh luôn. Cái hình in siêu nét cho em nha. Hình in siêu xuất sắc luôn. Rồi B18 cấp tốc lên đơn cho em 80kg trở lên và chốt cho em tới size 17kg kèm size nha mấy chị. 17kg kèm size cho em, 80.000 B18. Em chỉ có tới 1.1 thôi, không có size 1.2. Em tới size 1.1 hết đá rồi con này. Em có tới 1.1 thôi mấy chị, 80.000 kèm size giùm em. Mã B18 size 1 chị Tôn Trúc. Mã B18 bé 13kg chị Thanh Nga, bé 16kg chị Tuyên Nguyễn. Còn tới 15kg thôi con này. Mã B18 bé 11kg chị Lê Thảo. Mã B18 bé 12kg chị Phương Nam. Rồi B18 lên đơn luôn nha mấy chớ ơi. Em còn tới size 100, 14-15kg cho em. Form và chất rất là đỉnh luôn. B18 kèm size nha mấy chớ, em còn 80kg trở lên. Tới 15kg rồi, còn sót mấy cái đó mọi người lên đơn em nha. Dạ em có lên áo thay lớn nha chị Lưu Dương ơi, chờ xíu em lên nha chị ơi. Rồi em lên set Maracan này luôn. B19 là con áo Maracan đang mặc nha mọi người. B19 kèm size giùm em là con áo Maracan đang mặc, 80.000 luôn, sale note cho mọi người, em còn đúng mấy size ha. Rất là đỉnh luôn, 80.000 kèm size B19. Có chế, chờ em tí nha chế. Mã B18 bé 13kg chị Bella Nguyễn. Rồi Bella Nguyễn có đơn. Lê Thảo có B18 cho em. Rồi chốt cho em con này là mã B19 ha mọi người, 80.000 kèm size B19. Mã B18 size 90 chị Trà Quỳnh. Trà Quỳnh rồi. Rồi con này chốt cho em là mã B19 kèm size ha. Con này em cũng có tới 1.1, 80 rồi size nhiêu em? Dạ 80, 90, 100. 80, 90, 100 à. B19 80.000, 80, 90, 100 hả? Ở trong đây còn. Rồi B19 kèm size nha mấy chị ơi, B19 kèm size giùm em nhé. 80.000 siêu đỉnh luôn, form siêu đẹp, trai và gái thì mang được cho em cái con áo. Cái đó còn cái 90. B19 size 80 chị Trần My, size 90 chị Xuân Vân. 12kg chị Mai Xuân Thái. Cái này còn cái 1.1 nữa nè mấy đứa ơi.
còn cái 101 nó phương. B19 size 90 chị Seri Thu. Rồi. Con này chốt cho em là B19 nha mấy chị ơi. B19 có một cái 101 á. Đúng rồi, đúng rồi. Mã B19 size 101 chị Nguyễn Trang. Rồi Nguyễn Trang có đơn. Rồi B19 kèm size nha mấy chị ơi, cấp tốc lên đơn cho em luôn nha mấy chị ơi. Mã B19 bé 13 kg chị Lan Châu. Lớn nhỏ có đủ nha mọi người, chờ em chút xíu nha. Mã B19 size 100 chị Ai Giang Ngô. Mã B19 size 80 chị Nhân Lương. Rồi còn 80-90 đó em ơi. 80-90. Mã B19 bé 12 kg chị Đàn Thanh Loan. Rồi quá trời xuất sắc luôn. Em còn 80-90 nha, chị nào chưa có comment lại giùm em nha. À, có size lớn chị Lương Nguyễn cho em chút nha chế. Cái hãng này nè, rất là đỉnh luôn. Nay em sale nó cho mấy chế luôn. Mã B19 size 80 chị Phương Nam. Mã B19 size 90 chị Anh Tuyết. Rồi Anh Tuyết có đơn. Chị Minh Nguyễn ơi, mã này em chỉ còn một cái size 8 kg thôi chị Nguyễn. Rồi khách mới cho em xin cái số điện thoại nha mọi người. Em còn cái size 80 thôi phải không em? 80-90 hả? Dạ còn 80 thôi. Còn 80 thôi ha. Và em lên quần này luôn. Quần này chốt cho em là mã B20 92.000. B20 cấp tốc lên đơn cho em luôn nha. Con quần siêu hàng luôn. Chất vải rất là đỉnh. B20 kèm size giùm em 92.000. Rồi thì Trang lên cho em số điện thoại đi mấy chế. Rồi con này B20 kèm size. B19 mã 39 bé 8 kg chị Thi Minh Nguyễn. Thi Minh Nguyễn rồi khách mới kèm cho em số điện thoại và được đọc tên trên live rồi mình inbox cho em xin địa chỉ ha. Mã 39 xe 80 chị Quỳnh Phương. Rồi. Mã 39 xe 80 chị Thùy Phương. Rồi. B20 92.000 cho em chất vải rất là đỉnh và form siêu đẹp luôn nha cả nhà ơi. Em có size 80, 100 và size 101. 80, 100 và size 101, 3 size thôi mấy chị. Quá đỉnh luôn, con này siêu xuất sắc. Chất vải rất là nét cho em. B20 kèm size nha mấy chị ơi. Rồi. Mã B19 bé 10 kg chị Thùy Trang. Rồi Thùy Trang. Còn cái B19. Mã B20 size 100 chị Ai Giang Ngô. Rồi B20. Mã B20 size 80 chị Giang Luân. Rồi. Mã B20 size 101 chị Hạnh 250 chị Muốn. Còn 80, 100. Quá đẹp luôn. Mã B20 bé 14 kg chị My Đông. Rồi My Đông. Chị Thanh Nga. Rồi. Còn 80-100 thôi em, hai size. B20 em còn 80-100 nha mấy chế. Chờ em chút xíu size lớn nha cả nhà. B20 kèm size dùm em 92.000. Con quần chất vải rất là đỉnh luôn nha mấy chế ơi. Form và chất siêu đẹp luôn. Rồi. Mã B20 size 100 dự luyện trần. Rồi hết 100. Còn 80 thôi em, 3-4 cái gì đó size 80 thôi mấy chế. Chị Kiếm Anh ơi, em có 21 rồi chị ơi. Chỉ còn 80 thôi nha chị ơi. Mình lấy thì comment lại giúp em nha. Chị nào chưa rọc tên mà chốt cặp á thì mình comment lại cái size nhỏ thôi nha mấy chế. Mã B19 size 80 ở B20 size 80 chị Dũng Thủy. Rồi Dũng Thủy rồi hết hàng B19 đó em, còn còn B20 thôi đó, Maracan đó. 19 Maracan. Mã B20 size 80 chị Phương Nam. Rồi tiếp cho em. Dũng Thủy ơi, khách mới kèm khách mới mình đã được con Tila rồi mình đi móc cho em xin thông tin về địa chỉ nha chị ơi. Rồi cho em xin các thông tin nha chế, con này là mã B như em. B21 size nhiều báo chế luôn. Dạ, 80-101. Rồi 80 tới 101, 80 hôm qua chế bán nhiêu ta cái áo không? 85.000. Mã B20 size 80 chị Thi Minh Nguyễn. Hả? 88 hay nhiêu? 88.000. Rồi 85.000 cái này đi. Mã này là B nhiêu? B21 85.000 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. B21 85.000 cho em. Cái này em có từ 80kg tới 17kg cho em nha. Cái màu rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái màu siêu xuất sắc luôn ha. Và chất vải rất là đỉnh cho em. B21 kèm size giùm em 85.000 kèm size nha mọi người. Ok 80 tới 101 kèm size ha. Chất vải rất là đỉnh và form siêu hàng cho em luôn nha mấy chế ơi. Tóc lên đơn cho em luôn. Giá hàng mới đang trên đường về nha chị Trần Dây ơi. Có gì về sẽ thông báo lên bay nha chứ ơi. Mã B21 chờ em chút xíu. Rồi B21 kèm size 90 chị Luyện Trần. Hàng mới về là em sẽ thông báo trên bay nha cả nhà. Rồi B21 kèm size giùm em 80kg tới 17kg. Có áo ba lỗ rất là xinh luôn. Cái màu siêu đẹp. Cái này phối với lại quần jean cũng xinh và hoặc là quần hàng cũng xinh luôn mấy chú ơi. Chất vải và form cực kỳ nét luôn hả. B21 kèm size giùm em. Em còn 80kg tới 17kg thôi. 80kg tới 17kg thôi nha cả nhà. Size 80 tới size 101 thôi. Mấy size khác em hết hàng rồi. Rồi em lên cái set Maracan. Bỏ vô mình chế. B22 chưa có lên nè chị heo con ơi. Cái này chốt cho em là B22.
không có size lớn, chị Heo con B21 không có size lớn. B22 áo Maracan đang mặc nha mọi người. Size nhiêu với nhiêu em? 2,5 2,5 90.000 đi em. 90.000 B20 B22 90.000 kèm size giùm em nha cả nhà. Cấp tốc lên đơn cho em con B22 này luôn 90.000. Size từ 101 trở lên cho em nha mấy chế ơi. Size cho em từ 101 tới size 150 kèm size. 150 hãng này mặc được tới 37 kg cho em nha cả nhà. 37 kg size cho bé từ 16 quậy kg tới 37 kg 92.000 cái hãng này chất vải và form rất là đẹp luôn. Ủa 90.000 chứ sorry mấy chế. B22 90.000 kèm size ha. Rất là dễ phó đồ luôn con B22 này. Có B21 size 90 chị Phạm Võ Thanh Lê. Rồi. Con này chốt cho em là B22. B22 kèm size nha mấy chế ơi, form và chất rất là đỉnh luôn. Rất là dễ phó đồ nữa mọi người. B22 kèm size 2,5 mọi người, trời. Chất vải siêu nét luôn. B22 kèm size mấy em nhé. Rồi. Dạ có B22 size 1,5 Thiên Bình. Dạ gặp đơn chung hôm qua luôn nha chị Kim Lan, các bạn gặp đơn tối nay nữa nha chị ơi. Gặp đơn á mấy chế. Còn 1, 2, 4, 1 có 1 cái à, còn 2, 4. Mở B22 size 1 chị Thanh nha. Rồi còn 2 và 4. Em còn size 120 và 140, chị nào chưa đọc tên cấp tốc lên đơn cho em luôn nha cả nhà ơi. Và chốt cho em con quần này là mã B23 luôn, con quần này 100.000 cái quần. Chất vải và form rất là đẹp luôn á. Quần này chốt cho em là mã B20. B23 có size 80. Dạ 80 tới size 101 100.000 kèm size giùm em B23, B21 Thủy Phạm có chưa? Ừ. Có B23 size 90 Giản Tuyết. Rồi B23, cái này là B23 đúng không? Có B21, bé dính kia chị Thủy Phạm. Rồi B23 cấp tốc lên đôi em còn size 80, 100 và 101 mỗi cái size. Chị nào chưa có thì comment lại em B23 nha. Cái quần chất vải này trời ơi trời. Cái form siêu đẹp luôn mọi người. Có 100 ngàn thôi đó mới chết. B23 kèm size giùm em nhớ. Em còn size 101, size 90 và size 100 thôi. Ủa 80, 80, 100 và 101 3 size thôi. 100 ngàn kèm size giùm em nhớ. Em qua nhanh mã luôn. Vải và form rất là đỉnh luôn con đó. Mở B23 size 100 chị Thiên Bình. Mở B23 bé 11 ký chị Dương Khôi. Mở B23 size 1 chị Hồng Du. Rồi. B23 kèm size nha mấy chế ơi. Tiếp cho em mấy con này em còn được đúng mấy cái. Rồi, tiếp cho em con này B24, B23 hết hàng đúng không em? Dạ hết. Tay 130 và 140 thôi đúng không? Trời con này chất đẹp lắm mọi người ơi. Rồi con này 85.000 cho mấy chế. Ủa 88.000 cho mấy chế nha. Cái này em còn 2 size sale 88.000 cho mọi người ha. À, sao chưa thấy đơn hàng của mình vậy shop? Chị Trần Hương ơi, đơn của ngày hôm qua được gộp dồn với đơn ngày hôm nay. Chế gán chọn thêm ha. À đơn của chị... Hoàng về á chế, chị nói cái đơn nào vậy chế ơi? Đơn của chị bị Hoàng về ngày 28 á chị Trần Hương. Ừ, chị inbox bay giùm em nha chế ơi, để mấy bạn xem đơn cho chế hả? Rồi. Tiếp cho em con này là mã B20. B24 88.000, rất là dễ phô đồ luôn và trai gái đều mang được. Em có size 130 và size 140 nha mọi người. Rất là xịn sò luôn. B24 kèm size. Rồi. Mã B24 size 3 chị Hồ Thiên Thần. Rồi. Còn 34 thôi nha mấy chế ơi. B24 kèm size giùm em nhỏ, size 130 và size 140. Chị nào chưa có thì comment lại giùm em. Con này chất vải ở phía sau nè mọi người, siêu đẹp và form siêu nét luôn hả. B24 cho em nhé cả nhà. B24 kèm size. Có B24 bé 27 kg chị Hương Nguyễn. Có B24 size 3 chị Lương Nguyễn. Rồi, chị Lương Nguyễn có đơn. Cái đó dễ phối đồ. Có B24 size 3 chị Ngọc Hòa. Liên Nguyễn kèm sinh thoại khách mới cho em xin sinh thoại nha mấy chị ơi. Rồi con này B25. Cái này màu xanh lá. 25 kg thì Phương Lê. Cái màu này xanh lá chứ không phải sinh rêu nha mọi người. Rồi. Mã B24 sang tư cái cùng chị Phương Anh Độ. 88.000 B25 luôn. 88.000 size 140 B25. Cái này là màu xanh lá chứ không phải rêu, nó phản quang cái ánh sáng của em á mọi người. Cái đèn lát đó. Rồi chốt cho em con này B25 rất là xinh, rất là xịn sò luôn. 88.000. Đúng rồi, không biết. Chị inbox đi mấy bạn kiểm tra đơn cho chế nha. Đơn B25 hai cái size 140 của em, 88.000. Rồi cái này có size 150. 120.
Mã 325 xem tôi chị Lê Ngọc. Mã 325 xem tôi chị Ngọc Hoàng. Cái này 92.000 nha mọi người ơi. Cái này em có từ 120 tới 150, 326 kèm size. 92.000, cái hãng này chất vải và form rất là đỉnh luôn nha mấy chế ơi. Kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B26. Em hết B24 rồi, chuyển sang B26 giùm em nha mấy chế. B26 kèm size. Ủa mấy cái này có máng mẫu không em? Xuống mẫu hết rồi không? Rồi B26 kèm size giùm em. Mã B26 xem 3 chị Nguyễn Thị Ánh Thu Nguyệt. Có cái 101 nữa nè. 1 tới rưỡi kèm size giùm em B26 nha mấy chị. B26 size 101 tới size 150 kèm size giùm em. Mã B26 xem rưỡi chị Thanh Nga. Mã B26 với 23kg chị Quý Nguyễn. Hết 103. Rồi B26 kèm size. Rất là đỉnh luôn con này. Form và chất rất là nét luôn. Trai gái đều mang được. B26 giùm em 92.000. Rồi đọc luôn em. B26 xem tươi chị Lê Ngọc. 20kg chị Hương Pia. Rồi còn cái 1, 2, 5 rưỡi. 1, 2 rưỡi em còn 3 size nữa chứ. Em còn chai 101, 102 và 150 kèm size giùm em. B26 size 102 chị Phương Nguyễn, size 150 chị Phương Khánh BD. Rồi còn cái 101 cuối cùng em ơi, 15-17kg cho em nha mấy chị ơi. Rồi con này chốt cho em là mã B20. B27 size 90, 80.000. B27 size 90 ha, em còn cái cuối cùng. B26 size 101 chị Thanh Nga. B27 80.000 size 90. Rồi cái này có size 102 và 104. Cho em con này là mã B28. Mã B27 size 90 chị Hà Trâm. B28 cho em nha mấy chế ơi. Rồi con này sale cho mấy chế 88.000 luôn. Em còn size 102 và 104. Dạ 102 và 104. 3 không? Rồi 3 luôn hả? Rồi lỡ. Rồi 88.000 kèm size giùm em 234 nha cả nhà. Con này cỡ 18, chốt cho em tới 32kg. Chất vải và form rất là đẹp luôn. Con này siêu dễ phối đồ, trai gái đều mang được cho em. Con này chốt cho em là mã B28. B28 nha mấy chú ơi, hình in rất là đỉnh luôn và form áo mặc lên rất là xuất sắc ha, siêu dễ phối đồ cho em luôn nha mấy chị ơi. Rồi. Mã B28 xem 2 chị Tường Vi. Mã B28 xem 4 chị Luyện Trần. Mã B28 xem 4 chị Bùi Thiên Thần. Chị Thanh Hoàng Nguyễn ơi, khách mới kèm với ơi, khách mới lên kèm giùm em số điện thoại và kèm giúp em số cô bé mình nha chị ơi. Mã B28 với 25kg chị Bình Dương. Rồi. Chị Nguyễn Lê Thu Hương ơi, mã này em chỉ còn size 102 thôi nha chị ơi, 104 luôn hết. Quá đẹp luôn. Comment lại giúp em nha. Rồi chị nào lấy size 102 comment lại giùm em nhé. B20 B28 rồi. Mã B28 với 20kg chị Hương Bia. Mấy chị ơi, hàng em bé mình phải kèm giúp em số cân em mới biết lấy size cho mấy chị nhé. Kèm số cân nha mấy chị ơi. Rồi tiếp cho em. Coi cái màu đen có nha mày. Rồi còn cái size 102 là em hết hàng luôn. Mã B28 xem 2 chị Nguyễn Lê Thu Hương. Mấy cái này em còn lẻ, em sale nốt cho mấy chị luôn á, chốt rất là đỉnh luôn. Cái này size 102 với size nhiêu em còn chứ. Chốt cho em con này là mã B29. B29 kèm size giùm em và khách mới kèm giùm em cái số cân nha cả nhà ơi. Rồi 1345 92.000 kèm size giùm em. Form rất là đỉnh luôn, con này phối đồ siêu xuất sắc ha. Con này chốt cho em là mã B20. B29 kèm size nha mấy chế ơi, size 101 trở lên cho em tới size 37kg cho em nha. Con này form rất là đỉnh luôn. B28 em hết hàng rồi mấy chế ơi, B29 giúp em nha. Rồi B29 kèm size luôn mấy chị ơi, cấp tốc lên đơn cho em luôn ha. B29 kèm size giùm em. B29 có quần hả chị, chờ em chút xíu ha. Em xem nó mấy con này cách. B29 em hết 2 rồi nha. Đây. Có hai em. Của chế 2 á. Mã B29 xem rưỡi chị Nguyễn Lê Thu Hương. Mã B29 xem 2 chị Nguyễn Lê Thu Hương cộng 1 không có 102. Nè của chế nè. Của chế 102 á. B29 Ngọc Mai ơi, khách mới kèm giúp em số điện thoại mới chút đâu rồi nha chị ơi. Còn 1. Mã B29 xem 25kg chị Bình Dương. Bình Dương. Còn 1 với 4. Mã B29 xem 1 chị Hạnh Hoa Lan Nguyễn. Mấy chế chờ em chút xíu. Mã B29 xem 2 chị Thanh Huy. Em sale nốt cái mấy cái áo này chút xíu nha mấy chế ơi. Rồi B30 luôn. Quá đẹp luôn con này em có size 102 nhiêu em? Dạ 2, 3, 4, 5. Rồi con này 92.000 luôn. Rồi cái màu quá đẹp luôn mọi người, màu xám xám ha. Con này chốt cho em là mã B30 kèm size. B30 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. B30 cho em, trai gái đều mang được B30. B30 cho em nhé cả nhà ơi.
Size 120 là cỡ 18kg và chốt cho em tới 37kg cho em B30 kèm size. Chị nào có mua áo hung của hãng này rồi thì biết chất nó rất là đỉnh luôn. Rồi B30 cấp tốc lên đơn cho em mỗi cái size không ơi. Mã B30 size 3 và size 4 chị Trúc Linh. Còn 250. Mã B30 size 2. Mã B30 size 2 và size 5 chị Nguyễn Lê Thu Hương. Cái này có 3,5 4 4. Mã B30 37kg chị Nguyễn Huỳnh. Em hết hàng nha chị ơi, em mình qua 31 giúp em nhé. Rồi B31 cho em. Dạ chị không có B29 nha chị Thanh Thảo Nguyễn thôi. Cái này 88.000 cho mấy chị luôn nè. B31 kèm size ha, 88.000 còn mấy size đó mấy chế ơi, kèm size giùm em nha cả nhà. B31 kèm size cho em. Tư rưỡi, của chế là 130, của chế 130, B31 kèm size. B31 kèm size. 31 kèm size giùm em nha. Size 130, 140, 150, 88.000 còn đúng 3 size luôn mấy chế ơi. B31 cho em nha cả nhà, B31. Mã B31 xem rưỡi chị Thanh Nga, xem tư chị Viện Trần. Mã B31 cả 20kg chị Hương Bia. Còn tư rưỡi. Mã B31 xem tư chị Lê Ngọc. Tư rưỡi em. Mã B31 xem rưỡi chị Thủy Tiên Nguyễn. Đâu á, còn một cái trăm tư nha mấy chị ơi. Ai chưa có thì chị mua lại cho em nha. Rồi tiếp cho em. Tiếp cho em con này là mã B32 cho em. Em còn được đúng mấy cái nè. B31 còn cái size nhiêu em? B31 em còn cái size 140 nha. Chị nào chưa có comment lại giùm em nha mấy chị ơi. Rồi con này là mã B30. B32 1234 92.000 kèm size giùm em, chất vải và form rất là đỉnh luôn. Cái nào mà em còn sót 2 size thì em sale 88.000, còn cái nào mà có đủ thì em sale 92.000 cho mấy chị ha. Rồi chốt đơn kèm size giùm em, con này chốt cho em là mã B32 cho em nha mấy chị ơi. Trời con này trai gái đều mang rất là đẹp luôn, form và chất rất là đỉnh luôn. Rồi. Mã B31 bé 25kg chị Đoàn Thanh Loan. Rồi em hết B31 chuyển sang B32 giùm em. Chuyển sang B32 giùm em nha, chất vải và form rất là đỉnh luôn. Mấy con áo hung này siêu nét luôn nha cả nhà ơi. Hàng chất vải rất là nét luôn cho em hả. 1, 2, 3, 4, cái này em còn đúng mấy cái thôi. B32 kèm size. B32 B32 xe 3, chị Lương Nguyễn, xe 1, chị Thanh Nga. Rồi, 2, 3, 4. B32 xe 3, chị Nguyễn Lê Thu Hương. Chị Thu Nguyễn ơi, B32 kèm giúp em size của bé mình và kèm em xuyên hỏi là em sắp mới nha chị ơi. Còn 2, 3, 4 mỗi cái một tay. Dạ, em còn 2, 3, 4 mỗi cái một tay đó mấy chị. Còn B32 xem 2 chị Phương Nguyễn. Chị Thanh Hợi Nguyễn ơi, em không có cặp cho bé mình nha chị ơi. Chỉ có một cái size bé 30kg thôi nha. Mình lấy thì comment lại giúp em nha. Thanh Hợi Nguyễn lấy thì comment lại giúp em. Không có 40kg hết chứ. Rồi con này 92, ủa là 88.000. Con này 88.000, con màu vàng là 92.000. Là B32, B32 còn size nhiêu em? Dạ 130, 140 là B32 nha, con này B33 cho em nha mấy chị ơi. Có B32, B23kg chị Duyên Duyên. Rồi B33 là size 120 và size nhiêu em? Dạ 120 và size 130 kèm size giùm em, 232 size nha cả nhà, 88.000. Size 120 và size 130 B23 cho em. Ủa B33 sorry mấy chị, B33. Rồi B33 kèm size nha mấy chế ơi. Để em kiếm mấy cái quần like cho mọi người. B33 đi nè. Ê chờ xíu đi like một hai mã. Mã B32 bé 30kg chị Thanh Hoài Nguyễn. Hết 32. Em hết 32 rồi nha mấy chị, qua B33 giúp em nha. Rồi tiếp cho em. B33 là em chỉ còn size 120, 130 nha mấy chị, em hết 150 rồi nha chị Tuyết Xanh ơi. Còn 23 thôi đúng không em? 23 thôi nha mấy chị ơi, B33 em còn size 120, 130 từ 18kg trở lên ha. B33 là cái áo màu đen á, có hình con người ngoài hành tinh đó mọi người. Rồi tiếp cho em con này là mã B30. B34 size 140, 130. 130, 120. Rồi 234.
234 em sale 88.000 cho mọi người luôn. B34 cho em nha mấy chú ơi. B34 kèm size hả? Cái này là màu xám hình mặt cười. Màu xám hình mặt cười. Rồi. Dạ có quần nha chị, đi món mà chờ xíu em ra nha chị. Chốt cho em mã này là mã B30. B34 hả? B34 kèm size giùm em. Size 120 mấy nữa? Dạ 234. 234 kèm size nha mấy chị ơi. 234 kèm size giùm em nhá. B34 234. Form rất là đỉnh luôn. Nãy chị có chốt 120 trước đó hả chị Phương Nguyễn? Có chốt thì chị đó rồi. Rồi. B34. B33 bé 25 kg chị Đoàn Thanh Loan. B33. Cái này là B34 nè. B34 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 88.000 B34. 234 kèm size giùm em. Mã B34 xem 2 xem 3 chị Lê Ngân Ngọc. Mã B34 xem 2 chị Lê Ngọc. Rồi Lê Ngọc. Mã B34 bé 19 kg chị Giang Định Lộc Ngọc. Rồi, còn cái 130. Mã B34 xem 3 chị Phương Nam. Rồi B35 cho em. Em hết B34 chuyển sang B35 nha mấy chú ơi. B35, cái này có size nhiều em. 101 với 104 88.000. 101 với 104 88.000 kèm size giùm em ha mọi người. Cái này em đúng hai size thôi, sale 88.000 cho mấy chế. Con này chốt cho em là mã B35 kèm size giùm em. B35 nha mấy chị ơi, B35 ha. B35 kèm size nha mấy chế. Mã B35 xem 1 chị Hạnh Hoa Nguyễn, xem 2 chị Luyện Trần. Rồi còn mấy cái xem 4 đó em. Mã B35 xem 2 chị Phương Nam. Rồi B36 luôn. Rồi còn cái 104 cuối cùng, B35. Con này B36 kèm size ha. Coi em chết, B36 có nhiều gì mấy đứa ở sau lưng cưng cực. Mã B35 bé 30 kg chị Thanh Huệ Nguyễn. Rồi B36, em hết B35 rồi mấy chị. Cái này chốt cho em là mã B36 nha cả nhà. Coi em chết, đủ size không? Cái này em có 101 trở lên. Rồi 101 tới 104 92.000. Con này chốt cho em là mã B36. Chất vải và form rất là đỉnh luôn con B36 này nha cả nhà ơi. 92.000 B36 kèm size giùm em. Mã B36 xem 1 chị Liên Liên. B36 kèm size ha, em có từ 101 tới 104 nha. B35 em hết hàng rồi mấy chị ơi. B36 giùm em nha cả nhà. Form 100 nha chị Ngọc Duyên ơi. Form rất là đỉnh luôn. 15-16 kg chốt cho em tới 32 kg B36 kèm size. Mã B36 xem 1 chị Ngọc Duyên. Rồi, Ngọc Duyên. Dạ có đồ cho bé gái như chị Ngọc Võ ơi. B36 cho em nha mấy chị ơi. Trần Hương ơi, em hết B34. Ủa, Trần Hương không biết có chốt được B34 không ta? À, chưa có đơn. Chị Trần Hương chưa chốt được nha chứ. Rồi, cái này B36 kèm size giùm em nha. 92.000. Mã B36 bé 32 kg chị Trinh Nguyễn. Rồi, Trinh Nguyễn có đơn. B36 kèm size nha mấy chị ơi. B36 có kèm size giùm em nha. 123 kèm size giùm em nha. Em hết 104 rồi. Con này chốt tới 25-26 kg B36 kèm size. Chị Trinh Nguyễn ơi, mình bút mới mình đã có đơn hàng bên em rồi, mình chủ động inbox cho em xin thông tin về địa chỉ nha chị ơi. Rồi tiếp cho em. B36 rồi, Trinh Nguyễn có đơn rồi. À, Ngọc Duyên có B36 cho em. Rồi Ngọc Duyên có rồi chứ. Rồi con này chốt cho em là mã B30. B37. Mã B36 xe 2 chị Nga Béo. Rồi Nga Béo B36 xe 2. Mã B36 bé 25 kg chị Đoàn Thanh Loan. Rồi Đoàn Thanh Loan có đơn. Con này B37 kèm size giùm em. B37, con này 88.000. Xe 101. Dạ 134. 134, 88.000 B37 kèm size nhá. 88.000 xe 101, 103 và 104. 101, 103 và 104 giùm em nha mấy chị ơi. Em thêm cái áo không nổ rồi em sẽ đi lấy vùng quần cho mọi người. Quần canh mà trắng. 37 chị quần canh trắng em còn size 120 chị nào mà quần canh trắng á 80.000 size 120 chị nào chưa có size 120 comment giùm em quần canh trắng size 120 hả? Trai và gái đều mang được con quần ngố. Rồi. Mã B37 xem tư chị Hồng Kông. Rồi còn cái 130 là hết hàng đó em. Cái này còn 34 88.000 luôn nè. Chơi chơi cái 130. 34 thôi à. Con này chốt cho em là mã B38. B37 em còn size 130 một cái duy nhất 20-25 kg chị nào chưa có thì comment lại em. Con này chốt cho em là mã B38 kèm size ha mấy chế ơi. Rồi cái này em còn 130 104 88.000 sale nốt cho mấy chế luôn con. Những con này chất vải rất là đỉnh luôn cho em nha cả nhà.
chất vải rất là đỉnh, form rất là nét luôn. Con này chốt cho em là mã B30. B38. 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 Quần canh trắng còn ở phương size 2 chốt đi em. Mã B37 bé 23 kg, chị Cookie Coca. Rồi Cookie Coca có 37. Con này 38 kèm size nha mấy chị. Con này em có size 3 và 14 hai size. 3 và 4 hai size giùm em B38. Rồi. 80.000 cái quần canh trắng. Quần canh trắng size 2 chị Duy Nguyễn. Rồi. Rồi chị Duy Nguyễn nhắn cho em cái địa chỉ nha chứ. Rồi B38 kèm size 34 á Phương ơi. Một cái 140 em. Dạ. 3 cái 130 rồi. Chốt đơn. Mã B38 cái 24 kg chị Huỳnh Thị Ngọc Mai. Ủa cái màu xám thì còn mấy cái. Mã B38 chị Hương Nguyễn. Màu xám này em còn sót lại mấy cái này em bán ngót đi. Mã B38 cái 32 kg chị Kinh Nguyễn. Nãy chị nào chưa chốt được chốt nha mấy chị. Mã B38 xem 3 chị Duy Nguyễn. Khác cái hồi nãy mấy chứ rồi. Ôi mấy cái này em chắc em sale hết luôn đi. Gom lên đây hết cho chế luôn đi. Chắc còn có mang mấy mẫu à. Gom mấy cái hãng này qua đây cho hết cho chế. Cái này em còn mấy mẫu à, em sale nốt luôn cho mấy chế luôn đi. Để tối nay em lên kiếm quần tí xíu nữa đi em sale hết này em kiếm quần cho mấy chế. Rồi cái này 88.000 luôn nè em ơi, có 3 size à. B39 có 101 nè em. Vậy 124, 88.000 B39 giùm em. À, cái quần trắng Maracanh mà em chỉ còn size 120 thôi, sale 80.000 cho mấy chị đó. Chị nào chưa có quần canh trắng thì comment giùm em ha. Rồi con này chốt cho em là mã B30. B39 cho em nha mấy chị ơi. B39 kèm size nha cả nhà. B39 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 88.000 kèm size 101. Dạ 124. 124 88.000. 101, 102 và 104 giùm em. Mã B39 bé 27 kg chị Phương Ngân. Mã B39 xin em 2 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc hoặc 101. Mã B39 hả? Rồi còn cái 101. Cái này B40. Mã B39 xin em 1 chị Nhiên em. Ê kiếm cho chế mấy cái áo này ra đi làm. Rồi con này chốt cho em là mã B. B40 88.000 luôn em. B40 88.000 cho em luôn nha mấy chị ơi. B40 chất vải rất là đỉnh luôn. Con này 88.000 kèm size cho em nha. B40 em còn đúng mấy size, 120 tới 140 kèm size giùm em B40. B40 là size từ 120 tới 140 nha cả nhà. B40 size 120 chị Nguyễn Linh. Có không ta? Nó là màu. B40 27 kg chị Hương Nguyễn. Xoay ra chế đi. Chế để lên đây nè, cái nào chế thấy chế lấy. Xoạn ra đi rồi đưa để đây chứ. Rồi còn size 120 và 130 hai size. Chị Ngọc ơi, mã này em chỉ còn size 120 và 130 thôi nha. Chị ơi, 140 em hết hàng thôi nha. Rồi nha, mình lấy thì comment lại giúp em nha. Rồi em còn size 120, 130 chị nào chưa có comment lại giùm em. Cái đó màu đen đúng không? Rồi màu đen rồi em. Dạ màu xanh chứ sao. Có cái gì rồi? Dạ màu xanh đen phía sau em hết hàng nha chị Thành Thiên Mươi. Chờ em chút xíu nha mấy chế. Dạ mình vẫn lấy cho em 3 đúng không chị Ngân Ngọc ơi. Mình ok giúp em đi chị ơi. B40 size 130 chị Ngân Ngọc con 1. Còn 120. B40 size 120 chị Phương Nam. Chị Ngân Ngọc có 1 thôi nha chị ơi. Mình chỉ có 1 cái 130 thôi nha. Chị Ngân Ngọc có 1 rồi. Quần đen sau luôn hình như em hết hàng rồi mấy chế. Còn cái 120 đó Phương. Cái này là 4 mấy? Dạ 41. 41 giùm em. B41 giùm em nha mấy chị ơi. B41 ha. Cái này còn size nhiêu mấy đứa ơi? 1234 rồi. 92.000 B41 cho em. Trai và gái đều mang được nha mấy chị ơi. B41 kèm size B40 chị Phương Nam có chưa? Chị Phương Nam có rồi nha chị. Rồi con này B41 kèm size giùm em. Có nguyên set đồ kiểu đi đám cưới cho bé trai không? Chị Nhung Hồng ơi, mình gán chọn áo lẻ quần lẻ và mình phối vô giùm em nha chứ ơi. Bên em không có bán nguyên set vest này kia, ít lắm, bên em ít lắm. Rồi con này chốt cho em là B41 kèm size 92.000. Size 101 tới 32 kg cho em nhé mọi người. Rất là đẹp luôn á. Mấy con áo hung này lên form rất là đỉnh luôn. Có đồ dễ thương á. B41 size 101 chị Thiên Bình, 85 kg chị Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Em xin lỗi chị Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, mình không mã B41 nha chị ơi. Chị Phương Ngân ơi, mã này em không có 13 kg nha chị ơi. Mình lấy thì cho mình lại mã B41 kèm 27 kg giúp em nha. Còn trong đây nữa đó. Mã B41 bé
rồi. B41 bé 27 kg chị Phương Ngân. B41 kèm size nha mấy chị ơi, B41 cho em. Chồng bê mình có hàng B41 20 kg rồi nha chị ơi. Rồi B41 kèm size nha mấy chị ơi, B41 cho em ha. Rồi còn mấy cái đó. Dạ có 36 kg nha chị Nguyễn Tuyết ơi, chờ xíu lên nha chị ơi. Tại mấy cái này còn lẻ chứ. Chờ em chút xíu nha. Rồi tiếp cho em con này được 3 size nè em ơi. Cái này chốt cho em là mã B40 nha. Rồi B41 bé 33 kg chị Bùi Chi. Rồi B41 chị nào chưa có em còn mấy size đó, chị nào chưa có comment lại giùm em ha. Con này chốt cho em là mã B40. B42. 33 kg hả? Đâu đâu, gỡ ra coi. Hơi nhỏ không ta? Thôi lấy ấy đi em. Dạ ấy chị Bùi Chi. Em xin lỗi chị Bùi Chi, mình không hả B41 nha chị ơi. Rồi con này B42 size nhiêu em? Dạ 1.2. Rồi size 1.2 không à, 85.000. 85.000 em còn một size duy nhất B42 size 1.2 nha mấy chứ. B42 size 1.2 duy nhất, một size duy nhất nha cả nhà ơi. B42 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. B42 size 1.2 nè. Có xong rồi còn miếng mã. Rồi tiếp cho em. Mã B42 size 1.2 chị Nguyễn Linh. Rồi 3 tư rưỡi. Mã B42 size 1.2 chị Duy Nguyễn. Rồi tiếp cho em con này là mã B43. B42 em hết hàng rồi mấy chứ. Chuyển sang B43 cho em nhé cả nhà ơi, con này. Rồi em sale 88.000 cho mấy chế luôn. Con này size 130, 140 và 150. 88.000 B43 kèm size giùm em nhé. B43 form rất là đỉnh luôn con này B43 ha. Size 130, 140, 150, 20, 21kg trở lên và chốt cho em tới 35kg. Cái em đang cầm là size 130 nè mấy chị. Cái em đang cầm là size 130 ha. Con này tới 37kg, có rủi không? Dạ có rủi. Rủi luôn đúng không? Con này B43 kèm size nha mấy chế ơi. Quá đẹp luôn, con này chất vải rất là đỉnh luôn. Mã B43 thêm rưỡi chị Huyền Thuần. Rồi Huyền Thuần. Mã B43 thêm 300 phạm. Rồi 345. Mã B43 thêm rưỡi chị Bảo Yến. Mã B43 thêm tư chị Điện Trần. Mã B43 bé 27kg. Rồi còn 3 năm. Em sẽ lại chị Phương Ngân, mình không mã B43 nha. Mã B43 thêm rưỡi chị Phương Thanh BG. Rồi. Rồi cái này còn 2 size à Phương, coi em chết size nhiêu nha. 26kg 8 tuổi hả? Được á. Kèm chiều cao giùm em đi chị. Chị em kêu lên kèm giùm em chiều cao nha chị ơi. Giống như con của cậu chính chứ. 89 tuổi rồi đó, nó mặc size 130, nó gầy. Chờ chút xíu đi chị lên chiều cao, chị An Nhiên kèm chiều cao nha chị ơi. Rồi con này chốt cho em B44 85.000 size 130. 120. Rồi 8. Chị An Nhiên comment chưa ta, kèm chiều cao giùm em đi chế. Dạ chị không có B43 nha chị Phương ơi, em hết 27kg rồi nha chị ơi, mét mốt. Mét mốt được á. Con này chốt cho em là 40. 44 cho em 80.000 thôi em, còn size 120 thôi à. 80.000. Em chỉ còn duy nhất cái size 120 thôi nha mấy chị ơi. Duy nhất một size duy nhất. Dạ em chốt cho chị rồi nha chị An Nhiên ơi. Mã B43 bé 26kg 8 tuổi chị An Nhiên. Mã B44 size 2 Nguyễn Linh. Mã B44 bé 20kg Trần Vy. 45 nè em, 45 size nhiêu? 1.2. 1 và 2, 85.000. 85.000 B45 nha mấy chế ơi, 85.000 giùm em nha. Chị Thanh Thúy ơi, mình chọn chị kỹ giúp em chị ơi. Hàng em đã xem đi, để đi thèm rồi, mình xả ra xả vô thì la lại bảo em lắm rồi chị ơi. Chốt kỹ kỹ cho em nha mấy chế ơi, trời ơi mấy bà ơi. Con này chốt cho em là B40. B45 không, cái này để coi size nhiêu cái. 45 kèm size nha mấy chị ơi. Cái này có rủi luôn. Rồi 92.000 nha mấy chế. 92.000 em có từ 101 tới 150 kèm size giùm em. Từ 1 tới rưỡi kèm size 92.000 nha cả nhà. 45. Rồi. Mã B45 xem mốt chị Hạnh Hai Lan Nguyễn, xem 2 chị Lương Hồng. Rồi 45 kèm size nha cả nhà ơi. Mã B45 xem 3 chị Lương Nguyễn. Rồi.
1. Mã B 45, bé 26 kg, 8 tuổi, chị An Nhiên. Rồi An Nhiên. Mã B 45, bé 15 kg, chị Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Rồi 1 rưỡi. Mã B 45, sang rưỡi, chị Phương Khanh Bi Di. Mã B 45, xe 1, Trang Phạm. Con này còn cái gì nhất? Mã B 45, xe 1, chị Thánh Ngân. Xe cho mấy chế 80.000 nha. Cái này size để em coi size nhiêu. Sale 80.000 cho mấy chị. Cái này size 101 nhưng mà form tầm 120 nha mấy chị ơi. Cái này cỡ 17 18 19 20 kg ha. Cái này cỡ 18 19 20 kg mặc đẹp ha. Con này chốt cho em là 40. 46 giùm em nha cả nhà. 46 ha. 46 kèm size 80.000. Là form tầm size 120. Rồi tiếp cho em con này. Hẹn em bé mấy chị lên với chùm em số cơm em mới biết em xuống đường cho mấy mọi người cho mấy chị ơi lên kèm em số cơm nhá. Kèm số cơm mấy chế ơi. Không kèm số cơm em không biết, không chốt được đâu mọi người. Thở 46 xe 1 thì Trần Trang. Rồi 47. Ôi cái mạc kìa em tí xíu nữa mình bỏ vô chứ. 47 kèm size kìa nghe. Con này chốt cho em là B47 nha cả nhà. 47 em có size 100 mấy em? 120. 2 tới rưỡi 92.000, size 120 tới size 150 nha, rất là xịn sò luôn. Con này chốt cho em là quần trắng sau lưng em chỉ còn duy nhất size 120 thôi nha mấy chế, 80.000 quần trắng sau lưng chị đã lấy comment giùm em nhá. Rồi con này B47 kèm size 120 tới size 150 hả? Dạ đúng. Tới 37 kg cho em, 18 tới 37 kg kèm size cho em nha, 92.000 cấp tốc lên đơn mấy chị ơi, còn ít còn áo thun. B47 xem đâu chị Kim Hiền. Rồi. Chờ tí nha mọi người. Mã B 47 xem rưỡi tích xanh. Để em teo nốt cái dọn lần luôn nha mấy đứa rồi. Ráng chỏ luôn đi, em dọn lần luôn. Mã B 47 quần trắng Maracanh. Cái quần trắng size 120 chị Nguyễn Linh. Rồi Nguyễn Linh. Quần trắng Maracanh. Rồi con này B47. Không B47. Rồi B47 còn mấy size chị nào chưa có comment lại em còn size nhiêu em? 2-3 kèm size giùm em nhé. B47 2-3 kèm size. Mở B47 xem 3 thì Phương Nam. Giờ B47 còn thêm 2 nha mấy chị ơi. Ai chưa có thì comment lại em nhé. Em còn size 120 và size 130 thôi nha mấy chứ. Rồi B48 luôn đi em. 47 em còn 2-3 nha mấy chị. 2-3 thôi hả? Dạ tối em có like như chị Tôn chút thôi. Rồi con này chốt cho em là mã B40 B48 cho em. B48 88.000 kèm size. B48 88.000 kèm size giùm em. Chốt vải và form rất là đỉnh luôn B48 cho em nha mấy chế ơi. B48 size 120. 234 88.000 kèm size giùm em. Size 120, 130 và 140. 18 kg chốt cho em tới 32 kg B48 nha cả nhà ơi. Mỗi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người nha. Em còn có mấy cái lẻ size em sale nốt luôn. Con này chốt cho em là B48 kèm size. Mã B48 xem tư gì đâu đi ạ. Form rất là đỉnh luôn con B48 này. Chất vải rất là nét ha cả nhà ơi. B48 kèm size giùm em nhé. Em có size 120, 130 và 140 B48. Dạ có lên quần nha chị Nguyễn thì anh Nguyễn có chờ xíu hết lên nha chị ơi. Em giải quyết xong đóng này cái chứ. Chờ em chút xíu thôi. Cái này có size 120 không à. Cứ không bán còn size 120 với 140 nha mấy chị. Ai không có thì cùng mình lại cho em nhé. Tiếp cho em con này là mã B49. B49 cho em. Em có duy nhất một cái size 120 và size 150. Rồi 88.000 size 120 và size 150 B49 kèm size. B49 88.000 size 120 và size 150 được hai cái size 120 và cái size 150. Con này mặc được tới 37 kg nha mọi người, chất vải và form rất là đỉnh luôn. B49 cho em ha, 88.000. 2,5. Để em giải quyết mấy con. B49 xem 200 phạm. Mã B 49 xem rưỡi chị Bảo Yến. Mã B 49 xem 2 chị Kim Hiền. B 49 em hết hẹn mà mấy chị ở qua B50 giùm em nha. Rồi cái này B50 size 101 nè, có một cái à em, đúng không ta? Con cái à. Rồi con này chốt cho em là mã B50 80.000 đi em. Cái này size 101 không? Rồi. Rồi có 1 cái à, size 101 80.000 đây. Cái 1.
B50 size 51 chị Kim Hiền. Ừ, lấy cái hãng đó ra chứ nó là ừ, đúng không? Cái nào của hãng này lấy ra không còn. Cái này có không là không được tốt rồi nhưng mà B48 3 chị Dung Lê. Rồi con này chốt cho em là B B51 85.000. B51 85.000 size size 104. B51 85.000 size 104 giùm em nha mấy chị ơi. B51 85.000 size 104. Rồi tương tác bài viết luôn nha mấy chị. Em còn mấy cái lẻ sai trong đây nè, em like nó cho mấy chị luôn. B51 sai trong tôi chị Lương Nguyễn. B51 em phát hàng nha mấy chị, còn B52 giúp em nhé. Mấy chị ơi đang xem cho em xin bài 1-2 nút chia sẻ bài và hội nhóm nhau. Mình sẽ tương tác bài cho em mấy chị ơi. Rồi tiếp cho em. Cái này có size 150, size 130. 34,5 85.000. 34,5 kèm size giùm em 85.000. Con này chốt cho em là mã B B52 nha mấy chị ơi. B52 giùm em. 85.000 B52 34,5. Con này từ size 21 kg chốt cho em tới 37 kg giùm em. B52 kèm size nhá. B52 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. B52 34,5 mỗi cái size tấn ơi. B52 có B52 xem rửa chị Thủy Tiên Nguyễn còn 34. Rồi cái này có một cái giải quyết nó luôn. Con này chốt cho em là mã B50. B53 cho em. Ủa? Cái mã B hồi nãy còn cái size nhiều nữa nè. B52 xem tôi chị đâu đi ạ. Cái 85.000 á. B52 em còn size 130, mấy chị nào chưa có thì mình comment lại giúp em nha. B51 85.000 em còn sót một cái size 120, chị nào chưa có comment lại giùm em. Em còn sót cái size 120 B51. B52 còn sót size nhiêu em? Dạ còn cái 120. Rồi, B52 cũng size 120. Mình lên kèm giúp em 130. Rồi B52 em còn sót cái 130 và B51 em còn cái size 120 nè, chị nào lấy thì comment giùm em á, cái mặt cười lúc nãy á. Rồi. Tiếp tục. Con này chốt cho em là mã B50. B53. 85.000 luôn, còn sót được có 2 size à. Cái này em còn sót một cái size 101 và một cái size 101. Rồi 85.000 kèm size giùm em. B5X, B53. B53 85.000 nha mấy chị ơi. B53 85.000 cho em nhé. B53 85.000 kèm size B53. B52 kèm giúp em số cân của bé mình nha chị ơi. Phi Phương kèm số cân đi chứ. Rồi. B53 là hai cái size 101 em. Rồi em con này B5 mình kèm giúp em số cân của bé mình để mới chốt được nha chị ơi. B50 B54. Mã B53 size 90 chị Ánh Tuyết. Em xin lỗi chị Ánh Tuyết, mình không mã B53 nha chị ơi, em không có size 90 ạ. Mã B53 size 91 chị Nguyễn Đoàn. Rồi con này chốt cho em. B53 bé 15 kg chị Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. B50 từ rồi B54 80.000 size 101 sale còn cái cuối cùng. Đang chua chưa? Biết không? Ở B51 size 102 Thùy Nguyễn. Rồi Thùy Nguyễn. Rồi cái này chốt cho em là B50. B54 ha. 85.000 B54 size size 101. Được khởi gì là khởi gì là. Ủi không? B55. B54 là size 51, B55 là 85.000 size size 101 nè em. B54 size 101 thì kia đi đủ. Cái này size 104, 102, 104. B55 là size 101 thì kia đi đủ. B55 cũng là size 101 luôn nha mấy chị. Rồi tiếp cho em con này là mã B56. B56 em có được 2 size sale 85.000 cho mọi người. Size 120 tương ứng với size 130, chị nào comment size 130 thì comment kỹ kỹ giùm em ha. Comment size comment kỹ kỹ.
nhớ nhảy lên một size giùm em nha mấy chị ơi, tự động nhảy size giùm em nha. Cái này size 120 tương với size 130 và size 140 tương với size 150. Con này size 150 mặc được tới 37-38 kg luôn nha. Mà B55 size 1 chị Phi Phương. B56 cho em, size 120 và size 140, tương ứng với size 130 và size 150. Comment size thì comment kỳ kỹ giùm em hoặc là comment số con giùm em nha. Con này B56 85.000 cho em. Rồi, B56. Bây 56 size 140 chị Bảo Lam. Rồi. Rồi. Rồi con này chốt cho em là mã B50. B57. B56 em còn mấy size, con này B57, B54 và B55 em hết hàng rồi mấy chị. Rồi. B56 size 140 chị Phương Hà Lê. Rồi. Còn cái size 120 với 140 là tương ứng với 130 và 150 nha mấy chị. 40kg mặc 160 nha chứ. Rồi con này chốt cho em là mã B50. B57 có size nhiêu em? Dạ 120 và 130 sale 85.000 B57. B57 size 120 và size 130 kèm size giùm em nha mấy chứ. 2 và 3. Chốt vải và form rất là đỉnh luôn. Con này đơn giản rất là dễ phối đồ cho em ha. Rồi 85.000 B57 kèm size. B57 làm chỉ có size 120 và 130 nha mấy chị ơi. Em không có 37 kg. 2 và 3 thôi mấy chứ rồi. B57 á, rất là đẹp luôn, mấy con này siêu đỉnh luôn và còn mấy size sale nốt cho mấy bà luôn á. Rồi tiếp cho em con này là mã B58. B58 con khủng long này còn size 120. Size 140 là dành cho bé từ 15 cho tới 17, 17 18 ký trở xuống cho chị Nguyễn Đoàn ơi. Mã B57 size 3 chị Dung Lê, 17 ký là bé mình mặc 140 thì chị Phương tới thôi. Bé mình cao thì mặc 120 được nha chị ơi. Comment kèm chiều cao và số cân giùm em nha mấy chị ơi. Lên ba lỗ hả? Rồi ok chờ em xíu lên ba lỗ. Rồi con này chốt cho em là mã B50. Size 120 của chế nè. Cái này màu xanh đậm nha mọi người. Size 120 không mà sale nốt cho mấy chế còn 85.000. Con này chốt cho em là mã B58 nha cả nhà ơi. B58 kèm size em giải quyết được giải quyết ít cao không này cái ha. B58 kèm size giùm em nha mấy chị. Màu xanh này là màu xanh lá chứ không phải rêu như cả nhà. Rất là đẹp luôn con này, size 120 85.000. B58 kèm size giùm em. Một size duy nhất B58. Giảm dồn lên cho mình bữa tối này chị Dung Lê ơi. B58 kèm size nha mấy chị ơi. Dạ nãy giờ em lên áo phun cho chị đi món em chưa lên quần cho chị ơi, chờ xíu nha chị ơi. Rồi B58 kèm size giùm em, size 120 là từ 18 tới 20, 21, 20 kỹ cho em nha. Rồi tiếp cho em B59, B58 con khủng long đó rất là xinh luôn á mấy chế. Con này chốt cho em là B59 kèm size. B59 80, cái này có size nhiều em? Dạ 234. 234 rồi, 88.000 kèm size B59 cho em. 88.000 siêu dễ phối đồ luôn. B59 kèm size nha mấy chị ơi. B59 cho em nhớ. B59 kèm size giùm em 88.000 kèm size B59. Size 120 tới size 140 kèm size giùm em B59. Ở B58 size 120 vậy Lan Anh. Rồi Lan Anh có đơn. Con này chốt cho em B59. Con này từ khoảng 17-18kg và chốt cho em tới 30-31kg. B59 kèm size. Chốt vải và form rất là đỉnh luôn. Sale nốt cho cả nhà luôn. Rồi B59. Không, chốt cho chị size 140 thì Thanh Sang kìa. Ở B59 size 140 chị Thanh Sang. Rồi 23, còn 2 size 23. Rồi chốt cho em con này là B60. B60 23,5 kèm size giùm em B60. Con này 88.000 kèm size nha mấy chị ơi, chất vải rất là đỉnh luôn. 23,5 3 size kèm size giùm em B60. B59 em còn chỉ còn size 120 và size 130 thôi. B59. Phương Tuyết, Phương Tuyết lên cho em cái số điện thoại đi chứ. Rồi con này B60 kèm size 88.000 B60 nha. Cái hình lên rất là trend luôn, siêu dễ thương luôn mọi người ơi. Áo hồng trên Maracan còn màu khác không vậy? Không biết nữa chứ ơi. 32kg bé chị cao bao nhiêu vậy chị Thúy Trang Phan ơi? 60 60. B60 kèm size giùm em. Một không, 235. B60 xem rửa cho anh Phạm. Ở B59 cao 22kg chị Phương được, chị Phương Tuyết. Rồi B60 kèm size nhá. Phương Tuyết có rồi đó. Rồi B60
À có tay chân canh còn không? Áo có tay, áo thun á hả chứ? Áo thun đó em còn sót được mấy cái, đi lấy dục qua chứ bán lại. Con này chốt cho em là B. B61. B61 size 130 này em, 85 ngàn. 130 với size nhiêu? 23 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 23 kèm size giùm em, B60 ạ. B61 size 120 và size 130 kèm size giùm em nha mọi người. 88 ngàn kèm size giùm em B61. B61 88 ngàn cho em nha. Phan đi bên này. Xin cho mai ta mà mai sẽ mà mai mai à. Bỏ ăn bên đi lại. Bỏ đây rồi. Con này chốt cho em là mã B. B62. B65. B62. Phan sang đi bác. B61 còn 23. Áo sơ mi màu hồng phía sai còn sai nhiêu vậy Nghiên? Lại. Áo sơ mi hồng phía sai còn sai 120, 100 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment lại giùm em. Áo tím 40kg mặc không được đâu chết. Rồi con này chốt cho em là mã B60. B62 92 ngàn giùm em. Em còn cái sai 101 và sai nhiêu em? Dạ 124. 124 kèm sai nhá. 124 kèm sai con Maracan là mã B62. Sai 101, 102 và 104. B62 kèm sai giùm em. 124 chị Lan Anh ơi, lấy thì comment lại giùm em nhé. 124 kèm size giùm em không có 12, không có size 100, không có size 130. 124 kèm size cho em. Size 101 Maracan có bill chưa? Mở B62 xe mốt chị có bill rồi chị hả? Nguyễn đây. Mở B61 bé 24kg chị Huy Nguyễn. 61 61 88 ngàn hả Phương? Áo có rồi hả? Dạ có rồi chứ. Hết 101 rồi. Hết Nguyễn Đoàn không có chứ rồi. Em xin lỗi chị Nguyễn Đoàn mà không ở B62 nha. 62 em còn 120 trở lên, size 101 em hết hàng rồi mới chứ. Còn size 120 và size 120 và size 104 comment kèm size giùm em nhé. 24 kèm size. Chất vải rất là đỉnh luôn. 2 và 4 kèm size. Cái này chốt cho em là mã B60. B63 chị lại. B63 kèm size. Còn 24 em. B63 cho em nha mọi người, 90.000 kèm size. Rất là đỉnh luôn con này. Rồi 24 rưỡi. 90.000 kèm size giùm em. B63. B63 size 102 và size 103 cho chị Lan Anh. 24 em rồi. Con này B64 cho em nha mấy chị. Ủa B63 chứ, 90.000. B63 90.000 size nhiêu em? 234 rưỡi. 234 rưỡi kèm size nhá, rất là đỉnh luôn. Con này chất vải rất là xịn sò luôn. B63 kèm size. Rồi cấp tốc lên đơn cho em mấy chị ơi. Em thấy chị gì chị Ngọc Hoàng ơi. Ở B63 lấy 27kg chị Thảo Nguyễn. Ở B63 xe rưỡi chị Nhi Ngô. Ở B63 xe 3 chị Hương Nguyễn. Mấy cái này lẻ không à? B63 em còn khác tên 2 kèm mấy chị ơi. 20-21kg chợ xuống nha mấy chị ơi. Rồi con này chốt cho em là mã B60. B64 size 101 80.000. B61 size 101 80.000. B64 size 101 80.000 giùm em. Cái này chốt cho em là mã B60. B65 size 101 luôn 80.000. B65 size 101 mấy cái này em có một cái rồi mới chết. Con này chốt cho em là B65 size 101 80.000. B65. Ơi có không? Còn nó bác rồi, lấy ra bán bác. Kìa, phải. Ở B64 xe mốt chị Duyên Nguyễn. Ơi, B65 khoan hay chốt còn em ơi. Rồi 92.000 cho em. 92.000 cho em nha mấy chế ơi. Phan xe lên một phan xe hãy vô cầm bác. Đủ tay em chốt đi. Con này chốt cho em là B65 kèm size 92.000 nha mấy chế ơi, sorry mọi người. Tại vì em vẫn còn hàng á, em tưởng đâu là còn mẫu không à. Rồi 92.000 kèm size giùm em B65. B65 xe mốt chị Nhiên Ngô. Rồi. Rồi còn một đó. B65 xe mốt chi đổ. Rồi. Tới 142kg thôi, không có 150. Con này chốt cho em B65, B63 còn size 32kg không em? Hết rồi. B65 bé 19kg chị Hương Hoàng. Rồi 65 cho em nha mấy chị. Còn một em. B65 xe mốt chị Anh Phạm. Rồi. B65 xe mốt chị Nguyễn Hạnh. Của chế nè. Rồi còn sai. B65 rồi. Còn 234, em còn 234 3 size nha mấy chị ơi, rất là đỉnh luôn. 92.000 giùm em còn 234 3 size. 234 3 size tới 32kg. Có B65 xem tô chị Ngân Ngọc.
Có 365 bé 23kg chị Quý Nguyễn. Con nào em hết 21 rồi nha mấy chị ơi, em còn 2 size nhá. Rồi chị nào chưa có comment lại giùm em. Có bê 6 làm xem đôi Tuyên Nguyễn. Rồi hết 14 còn 23 thôi em. Bê 6 làm em còn size 12 và 13 nha mấy chị ơi. Con này bê 66 cho em. Bê 66 coi có không ba. Bê 66 kèm size. Bê 66 kèm size nha mấy chị ơi. Có bê 65 xem 2 chị Phương Tuyết. Hết 12 còn 13. Còn 130 thôi đó em, B66. Ủa B65 em còn 130. Chị em bóc giúp em đi chị cherry đổ ơi, có gì là mấy bạn sẽ chép cho mình nha chị ơi. Hiện tại là có mấy cái em, cherry đổ. Không phải là. Hiện tại có 2 cái rồi. Chị có đơn gộp nữa chứ em bóc đi mấy bạn kiểm tra cho. Rồi con này rồi, còn cái à. Hình như chứ nhớ là còn đó ta. Rồi bán lại 85.000 đi. Khi nào còn em bán tiếp. Rồi. Chốt cho em con này là mã B60. B66 85.000 đó em. Rồi. Rồi cái này 85.000 em có 2 cái 130 tương với 240 nè. Rất là đỉnh luôn con này. Cái này chốt cho em chị nào chốt ký thì chốt cho em từ khoảng size 25 tới 32 kg. Còn chị nào chốt size thì chốt cho em size 130. Ủa, bình thường mặc 140 chốt cái hãng này 130 được rồi. Comment kèm số cân cho em nha mấy chứ. Con này chốt tới 25, 32 kg, 33 kg. Không, con này cỡ 26, 27 cũng may. 26 tới 33 kg đi. Con này chốt cho em là B60. B67 kèm size em. B66 xem mốt chị Trinh Nguyễn. B67 kèm size hoặc kèm số cân nha. Cái này size 130 nhưng form này to tầm 140 á mấy chị. Cái này cỡ 33 kg tới 26, 27 kg cho em. Rồi 85.000 B67 được 2 cái. Mã B67 xem 3 chị Duyên Nguyễn. 68 cho em. B67 một cái cho em 3 nha mấy chứ. Ai chưa có thì mua lại cho em nha. Rồi 68 cho em nha mấy chị. 68 cho em. 68 là size 120 và size 120. Rồi size 120, 85.000 68. 68 size 120 và size 150 nha mấy chứ ơi. 85.000 kèm size giùm em. Chị Lan Anh ơi, em chỉ còn 130 thôi, lấy thì ok giùm em nha chứ. Rồi con này chốt cho em là 67 kèm. Ủa 68. 85.000 kèm size, size 120 và size 150. 68. À, 67 là mọi người cầm bên kèm số cân cho em đi chị Hình Đoàn Gia Linh. Cái đó là size 130 nhưng mà form là size 140 á chứ. Ở B68 xem 2 chị Lan Anh. Rồi. Còn cái 150 68. Hình Đoàn Gia Linh ok. Ố gì? Không không không. Rồi, 67 đây em. Ở B67 xem 3 và xem 4 chị Lan Anh. Có 1 cái à? Rồi ok chị có 1 cái nha chứ. Rồi con này chốt cho em 68 còn cái rưỡi kìa em. 68 em còn cái rưỡi nha mấy chị ơi. Con này 69. Con này chốt cho em là B60 69 cho em. Cái này size 101. 85.000 B69 size 101. Em còn mấy cái áo nữa mà mấy chứ. Con này chốt cho em bán đi. Chào sao. Hu chỉ cái quần. Bố ông hồng ơi. Hu chỉ xảo xảo. Con này chốt cho em là mã B69 giùm em. Dạ size 101 85.000. Dạ chị Huỳnh Lê Gia Linh ơi. 45kg là mình mặc có mặt 106 nha chị Huỳnh Lê Gia Linh ơi. Chị Ngọc Duyên ơi, mình nên kèm giùm em số cân của bé mình để mới chốt đơn nha chị ơi. Sao bạn xong cho tao 101 của em. 69 xe 101. Ở B69 xe 1 chị Anh Thư Tô. Rồi chốt cho em mã này là B70 giùm em. 85.000 xe 102. B70 85.000 xe 102 giùm em nha mấy chị ơi. B70 cho em nha. B70 85.000 xe 102. B70 nè. B70 85.000 xe 102. 71 cho em 85.000 xe 102 luôn. B71 85.000 xe 102 cho em nha mấy chứ. B71 85.000 xe 102. Con này chốt cho em là mã B70. B72 luôn. 80.000 xe 103. B72 B70 xe 102 chị Phan Bảo Như Ngọc. 85.000 em ơi. Cái này là 70. 72. 72 85.000 xe 102 và xe 103. Ủa hai cái xe 130 chứ, sorry mọi người. Hai cái xe 130 20 25 26 kg.
rồi hai cái size 3 72. Ở B71 size 2 gì bình thường, B72 80.000 size 85. 85.000 size 3. Hai cái size 3. Con này chốt cho em là B70. B73. 3. Ôi, B73 này còn không ta? Rồi B73 này à, có cái này à, 85.000 B73. Size 2. Rồi B73 85.000 size 2 giùm em. B73 85.000 size 2 nha mấy chị. B73 85.000 size 2. Có B73 size 2 gì Duy Nguyễn? Rồi con này chốt cho em là mã B70. B74 B74 85.000 cho em size 3. B74 85.000 size 3 giùm em nha mấy chế ơi. B74 85.000 size 3. 20 25 kg cho em. B74 85.000 size 3. Nhưng cái 101 nè em. Cái 101 còn cái 3. B74 là size 101 và size 3 nha mấy chị. Rồi con này chốt cho em là mã B70. B75. B75 kèm size giùm em. 80.000 con B75 này. Size 101. Rồi mấy chị lên kèm mã kèm size giùm em nha mấy chứ. Ở B74 size 1 chị Mai Hương ở đồ An Châu. Rồi, còn cái size 103 nữa. Rồi con này chốt cho em là B70. B75. B75 size 101 80.000 B75 size 101. B74 em còn 103 nha mấy chị ơi. B75 80.000 size 101. B75 size 1 kia đi đủ. Rồi con này chốt cho em là mã B76. B76 giùm em. B76 em còn 34.5. Rồi sale cho mấy chế còn 88.000. 88.000 B76 kèm size giùm em 34.5 3 size nha mấy chị ơi. Cái nào có đủ size thì em bán 92.000. Cái nào mà hết luôn em, cái nào còn ít size em bán 85 hoặc 88.000 cho mọi người nha. Rồi con này chốt cho em là mã B70. B76. B76 kèm size giùm em nha mấy chế. Size 103, 104, 105 tương với size tầm khoảng 21 kg, chốt cho em tới 37 kg. B76. Màu hồng ở đây canh mặt hả chế, em chỉ còn cái size 102 thôi. Mã B76 với 36 kg chị Lan Trân. Còn trên mai Lan Trân ở đâu? Mã B76 xem tôi cho anh Phạm. Rồi anh Phạm. Dạ có size cho bé 11 kg cho chị Lan Trân thôi. Rồi con này chốt cho em là mã B70. B77. B77 quần nha mấy chế ơi. Mấy cái quần này em còn ít rồi. Size 101. 101, 102, 100.000 cái quần rất là đỉnh luôn. Trai gái đều may được cho em, phối mấy cái không xuất sắc luôn. Con này chốt cho em là mã B77. B77, B76 kìa em. Dạ, 76 còn 130. Ủa còn 130 thôi hả? Có tư không? 3 với 4 kìa. Rồi con này chốt cho em là mã B77 kèm size nha mấy chị ơi. B77 kèm size giùm em có 101. Dạ, 101, 102. 101, 102. B77, 101 và 102 kèm size giùm em. B77 trai gái đều mang được 100.000. Sale nốt cho mấy chế luôn đó. Rồi 1, 2 em. Ở B77, 101 chị Duy Nguyễn. Ở B77, 20kg chị Huỳnh Thu Dung. Rồi còn cái 101. Rồi con này chốt cho em là mã B78. B77 em còn cái 101 nha mấy chị. Con này B78 giùm em 100 size nhiêu em? 101 và 130 100.000 luôn. B78 kèm size 100.000 rất là đỉnh luôn nha cả nhà. 101 và size 130 kèm size giùm em hoặc là kèm số cân nha. B77 là em chỉ còn một cái quần size 101 thôi nha mấy chị ơi. Chị nào chưa có thì comment kèm số cân giùm em nha. Rồi B78 kèm size 100.000, B78. Size 101 và size 130 hai size. Cảm ơn chị Tiểu Phương rất là nhiều. Mã B78 size 1 chị Mai Phương ở đồ Châu. B77 size 1 chị Trinh Nguyễn. Trinh Nguyễn rồi hết 77 em. 77 100.000 á. Cái vậy là cái màu vàng. 77 hết rồi. Chị gì đó? Chị gì chốt rồi. 78 là còn size nhiêu? 101, 78 là còn 101, 103 nha mấy chế ơi. 78 kèm size giùm em nha. B78 size 3 giùm rồi Yến Thần còn 101. Lấy em chế lại. Con này chốt cho em là 70. 79 nha mấy chế ơi. 79 con này sale cho mấy chế còn 88.000 79. 88.000 B79 kèm size. 88.000 B79 nhỏ. Em có size 80. Có 101 không? 80 với 100. 80.000 thôi. 80, 90, 100. Hả? 78 size 130 hả? 101 hả? 18 kg được.
78kg chị Thu Hằng Nguyễn. Rồi con này chốt cho em là 70. 79 giùm em nha mấy chị ơi. 79 ha. 79 80.000 79. 79 80.000 cho em. Em còn size 80, 90 và size 100. 3 size thôi 80.000. Có B 79 size 90 chị Luyện Trần hết 90. Chị in phiếu cho chị Nghi Hạnh 100.000 đó em. Dạ. Áo Maracan còn Maracan nữa sao có bill chưa? Đây là áo này. Ừ. Dạ, áo chiều rồi. Maracan có bill còn. Ừ. Áo hồng Maracan mã B 79 chị Nghi Hạnh, không áo hồng. Áo hồng em đọc comment được rồi. Rồi cái này chốt cho em là 70. 79. Rồi 79. 80 90 100. Rồi chốt đi em. Mã B 79 size 100 chị Nguyễn Hạnh. Rồi. 90 của chế nè. Mã B 79 size 100 chị Võ Xe Đức Tài. Rồi, Võ Xe Đức Tài. 79 kèm size giùm em nha mấy chế, sale 80.000 nốt cho mấy chị luôn á. Cho chị Nghi Hạnh hai cái rồi luôn. Em bill luôn em. Mã B 79 hai cái chị Nghi Hạnh. Con này chốt cho em là B. B80 79 em còn mấy cái hả? Size em có size 80 kg và cái size 100 là 12 14 kg thôi. Hồng Nhu có 79 cho em. Kìa, Hồng Nhu kìa đọc lại. Đọc đi là. B79 100 chị Hồng Nhu. Rồi, chốt cho em con này là B80 kèm size. B80 kèm size giùm em size nhiêu mấy đứa? Dạ 80 tới 140. 80 90 101. Rồi con này 130.000 cái quần jean này giùm em. 130.000 kèm size nha mấy chị ơi, chất vải rất là đỉnh luôn. Ánh Tuyết có cho em B79. Hết 90 rồi chị Ánh Tuyết ơi, em còn size 100 thôi chứ, với lại size 80 thôi 79. À còn 80 thôi chứ rồi. Rồi con này chốt cho em là B. B80 100 nhiêu? Nãy chứ nói 130.000 kèm size ha, con quần ngố trai gái đều mang được rất là đỉnh luôn, quần jean nha mọi người. Chất siêu nét luôn, B80 kèm size giùm em. Rồi, cấp tốc lên đơn. B80 77 kg chị Siêu Hiền. Rồi, Siêu Hiền. Có B80 size 90 chị Hoàng Phụng. Rồi Hoàng Phụng. Của chế 90 nè. Còn 80 tới 100, con này tới 15 kg cho em nha mấy chế ơi. B80 kèm size giùm em nha cả nhà. Rồi. Có B80 size 90 chị Giang Giang. Rồi, hết 90. Còn 80 100 hai size. Em còn size 80 và size 100 thôi nha mấy chế ơi. Tiếp cho em con này là B81. B80 em không có size 2 như chị Ly mớm rồi, mà nếu không chỉ còn size 80 và 100 thôi nha chứ ơi. Chị Lan Anh ơi lấy 80 và 100 thì comment lại giùm em nha chị. Rồi. Ở B80 73kg chị Thu Hằng Nguyễn. Rồi Thu Hằng Nguyễn có đơn. Con này chốt cho em là mã B80. B80 size 100 chị Duy Nguyễn. Rồi. Còn cái 80 cuối cùng. B81 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. Con này có size nhiêu em? 80 100 sale cho mấy chế còn 90.000. Size 80 và size 100 hả? Size 80 và size 100 90.000. B80 em chỉ còn size 80 11 kg thôi nha mấy chị ơi. B80 hả? Rồi con này chốt cho em là mã B80. 90.000 size 80 và size 100. 2 size thôi, 80 và size 100. B81 kèm size. Chất vải rất là đỉnh luôn, form siêu đẹp luôn con này. Hãng này mọi người nhận hàng không có chơi và đâu được, đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mà bây giờ em sale cho mọi người còn có 100.000, 90.000, rất là rẻ luôn. Mọi người mua thử hãng này về mặt nha cả nhà ơi. B81 kèm size giùm em. Mã B80 bé 10kg chị Phương Khanh BG. Rồi hết 80 đó em, sang 81 nha mấy chế. Em hết xa hàng B80 rồi mấy chị, sang 81 cho em nha. Rồi con này B80. B82 cho bé gái cho em cái quần dài nhưng mà chất rất là đỉnh luôn cho em. Mã B81 size 100 chị Sâu Kiều. Rồi. Còn size nhiêu em? 80. Còn 80 thôi Phu. In cho chị gì đó em. Chị Nghi Hạnh khách sĩ là in bill luôn em. Mã B81 hai cái chị Nghi Hạnh. Một cái thôi lại. Chị Nghi Hạnh là còn một cái chị Nghi Hạnh. Còn cái nào lấy cái đó, còn size nào lấy size đó đó em. Con này chốt cho em là mã B82 giùm em. 85.000 em ơi. B82 85.000 còn size? Dạ 101. 101 không mấy chị ơi. Sale 80.000 luôn cho mấy chị ơi. Chất vải rất là đỉnh luôn cho em. B82. B81 em chỉ còn 80 kg thôi nha mấy chị ơi. Rồi cái này là B82 cho em nè. Size 101 kèm size B82. Chị ơi mình chọn kỹ kỹ giúp em đi chị ơi, xả cho mình rồi nhá. Chị nào với em? Dạ chị Phương Thanh Mini. Còn size nhiêu vậy? 80. Size 80 hả? Rồi. Mấy chế chút kỹ kỹ giùm em nha mọi người, hàng sale á. Cái B80 đó em còn cái size 80kg, chị nào chưa có thì comment giùm em nha. Mà B82 size 1 thì chê đi đủ. Rồi B82 80.000 kèm size.
size 101 nha mấy chú ơi, B82 chút bảy rất là đỉnh. Mình lên kèm giúp em số cân của bé mình hoặc là size của bé mình để em chốt đơn cho mình nha chị ơi. Nó đẹp luôn, con quần xuất sắc lắm. Chút vải siêu đỉnh cho em. Con này chốt cho em là mã B80 B82. B80 em có một chị khách xả ra size 80 á, chị nào chưa có size 80 thì comment lại em nha. Rồi tiếp cho em. B80 không có 29 kg nha chị Thanh Thảo Nguyễn ơi. B81 chỉ có size 101 thôi, 15 tới 17 kg thôi mấy chị. Rồi con này chốt ở lộn, B82 á. Quần size 101 là 17 kg á, shop vậy đúng rồi chị Nguyễn Đoàn. Cái này là 8 mấy vậy? Cái muộn. Cái muộn là. Cái này là B82 nè mấy chị. Cái này là B82 nè. Mã màu vàng là 81 hay 80 hả? Mã màu vàng là 81 đó chị Bảo Ngọc. 80 là cái quần jean đó mấy chị. 80 là quần jean 130.000 á. Rồi cái này chốt cho em là B80. B82 kèm size ha. Em chỉ có 15 tới 17 kg thôi mấy chị. Rồi con này chốt cho em là mã B80. B83 100. Cái này quần này 100.000 thôi, còn mấy size em? Dạ còn size 102. 101 và 122 size. B83 kèm size giùm em. B83 kèm size nha cả nhà ơi. Bé chị Phương Nguyễn cao bao nhiêu vậy chị ơi? Rồi B83 kèm size. Giữ lại. Bé gì cao bao nhiêu vậy chứ? Chị Phương Nguyễn có bé mình cao nhiêu kèm em chị cao của bé mình nha chứ ơi. Rồi B83 size 101 và size 102 kèm size giùm em. 100.000. Rồi tiếp cho em con này. Mã này chốt cho em là mã B80. B84 có size 90 và size nhiêu em? 101 và. Có B83 size 1 và size 102 chị Lan Anh. Rồi. Con này em có size 90 và size 101 kèm size giùm em nha. Chốt cho em là mã B80. B84 cho em 90.000. 90.000 em có size 90 và size 101. 90 và 101 kèm size ha. Quần chất vải rất là đỉnh luôn cho em. B80. B84 cho em. B84 nha mấy chú. Size 90 và size 101 hai size. 90.000. Có B84 size 90 giảm tuyết. Rồi còn cái 101 nha. Con này chốt cho em là B85. B81 em còn size nhiều vậy em? B81 còn cái 80. 81 còn cái 80 và size B80 cũng còn cái 80 luôn á chị. Cái quần vàng với là cái quần jean hả? Rồi con này chốt cho em là 80. 85. 85 kèm size giùm em nha. 84 em chỉ còn size 101 thôi nha mấy chú ơi. Con này 85 kèm size. 85 kèm size giùm em 100.000. 85. Cái này em có size 102. Dạ 101. 101, 102 kèm size ha, 100.000. B85 chất vải rất là đỉnh cho em, 100.000 B85. Đọc đi là. Ở B85 size 1 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi. Rồi còn hai cái size 102 kèm size mình 85. Ở B85. Ừ, hai cái. B85 hai cái size 102 chị Ni Mô. 86 cho em size 101. 100.000. Dạ 134. 134 100.000. Cái quần này chất vải không đỉnh, em không lấy tiền mọi người luôn. Chất vải rất là nhẹ mặc siêu thoải mái luôn ha cả nhà ơi. Form rất là xuất sắc con này. Chất vải không đỉnh em không lấy tiền mọi người. Con này 80 86 kèm size ha. 101 tới 100 134 kèm size. 86 kèm size giùm em 134 ha. 86 100.000. B85 em hết hàng nha mấy chú, B86 giúp em nha. B86 đi mấy chị, 134 ha. Con này chốt cho em là 87. 85 em hết rồi mấy chị. Con này 87 kèm size luôn. Con này quần jean xe cho mấy chị 90.000. Mở B86 xe 1 thì Trinh Nguyễn. Mở B86. Mở B86 bé 26kg xe 4 thì xe đi chồng. Mở B86 bé 23kg chị Quý Nguyễn. Rồi, con này 87 90.000 nè. Rồi cấp tốc giùm em có con size à, 15 17 kg. 80 87 kèm size nha mấy chị ơi, để em ngồi xuống cái em like mấy cái lẻ này cái. Với 87 là em có size 101 nha mấy chị ơi, em không có size 102 và 104 nha. Với 87 em chỉ còn size 15 cho tới 17 kg trở xuống nha mấy chị ơi. 87 nha mấy chị, 86 em hết hàng. 87 90.000 size 101. Rồi tiếp cho em. Con này chốt cho em là 88. Có B87 xe 1 Kính Nguyễn. 88 cho em 90.000 size 102. 88 90.000 size 102. Con này chốt cho em là size những cái size nhiêu? Nhiêu là? Dạ 101. Rồi 101 102 15 tới 19 kg cho em. 15 tới 19 kg kèm size nha mấy chị ơi. Con này chốt cho em là B80. B88 90.000 B88 kèm size. B88 90.000 size 101 102.
Ở B88 xem 2 thì bình thường. Rồi còn cái 101. Con này chốt cho em là B89, size 80kg và size số mấy em? Dạ số 5. Rồi cái này 80kg thôi, xe cho mấy chế còn 90 ngàn ha. Cái quần jean chút vải rất là đỉnh. 80kg kèm size. Chị Phương Duy ơi, mình lên nhìn kèm của em, số con của bé mình mới chốt được nha chị ơi. Cái này chốt cho em là B89. B89 ha, B88 em còn cái size 101 nha mấy chị. Mấy chị ơi chốt mã sale này, mình kèm mã kèm size giùm em nha. Con này chốt cho em. B89 size 80kg ha mấy chị. B89 80kg còn quần jean chất vải rất là nét luôn, 90.000 cho em B89. B88 là em còn cái 101 á mấy chị. Chị nào lấy 101 thì comment giùm em. Kèm chiều cao giùm em nha chị Minh Thư ơi. B89 90.000 size 80. Mấy chị ơi mình chốt kỹ kỹ giùm em nha. Trời chốt đã rồi. Hỏi bà chốt đã bà hỏi. 20 kg size 102 không vừa xả ra. Bé chị cao bao nhiêu vậy chứ? Nãy giờ chị chốt 102 không à mọi người ơi. Chị nào không biết size thì comment kèm chiều cao để em lấy size cho chính xác cho mình ha cả nhà. Chứ đừng chốt xong rồi xả ra tụi nghiệp em. Nhiều chị người ta mua không được đó mấy chế. 20kg là bình thường mặc size 102 nhà em là vừa nha. Và nếu như mà bé mình cao quá thì mình mặc 130. Còn không là 20kg sẽ mặc vừa nha. Chị kèm chiều cao giùm em để em lấy size chính xác cho chị nha. Rồi chốt cho em con này là mã B90. B89 em còn một cái size 80 nữa. Con này B90 kèm size. B88 em chỉ còn 101 thôi nha chị Hương Vy ơi. Cái này 90.000 kèm size giùm em. Có size nhiêu em? Dạ 80-90 100. 27 tháng mặc vừa size 120 á chứ. Mặc 27 tháng mặc 130 là rất là bự luôn á bà. Rồi con này chốt cho em là B90 kèm size giùm em. Dạ ok chị. Có gì em bóc giùm em nha chị Minh Thư. Rồi con này chốt cho em là B90 90.000. Chất vải rất là đỉnh luôn con này. Cái quần chất đuổi ha. Trai gái đều mang được B90 kèm size. Rồi 80-90 trăm 3 size B90 sale 90.000 cho mấy chị luôn á. Và B90 sale 90 cho Hoàng Phùng. B90 kèm size ha. Em tới 100 thôi. B90 em không có size 101 nha mấy chị. Rồi kèm size giùm em B90 nè, còn được mấy size 80-90 100. Rồi con này chốt cho em là mã B91. B91 kèm size nha mấy chế ơi. B91 kèm size giùm em. Cái này em có size 101. Với lại có cái size 101 là 95.000. Size 101 kèm size giùm em. B91. B91 size 101 95.000. Mã B90 size 90 chị Gan Gan. Mã B90 size 100 chị Thanh nghe. Rồi B91 là size 101 95.000. Mã B91 size 101 Triệu Huyền Nguyễn. Bình thường mấy chế mua hàng Quảng Châu mà size gì á thì nói chung là hàng nhà em cái form nó cũng rất là chuẩn luôn. Bé thì cỡ 5 tuổi á, cỡ 5 tuổi mà bé cao á mới mặc size 130 lận đó mấy chị. Nên là cố gắng ha, chị nào không biết size thì cầm bên kèm chiều cao giùm em để em lấy cái size chuẩn nhất cho mình ha mấy chế. Rồi con này chốt cho em là B92 80.000 xe nói cho mấy chế luôn. Size 80kg 80kg chốt cho em B92 size 80. B92 size 80 kèm size giùm em. B92 size 80. B92 80.000 size 80. B93 cho em luôn nha mấy chị ơi. B93 90.000 cho em size 80. B93 80.000 luôn đi em, sale nốt 80.000 cho mấy chị luôn. Con này chốt cho em là mã B93 size 80 là sale nốt luôn. B93 80.000 size 80. Rồi con này sale nốt cho mấy chế 80.000. Cái quần này không phải bị lỗi nha mọi người, lưu ý giùm em bán cả mấy chục cái luôn á. Cái này có anh chị khách nhận hàng nói lỗi mà mấy bạn nhân viên em cũng ừ luôn, mới ghê luôn á, thiệt sự luôn á. Cái này không có lỗi nha mọi người ơi. Cái này sale 80.000 nè. Cái quần này cái form nó là như vậy nha mấy chế. Cái này size 120, 80.000 kèm size giùm em nha. Con này chốt cho em là B94 kèm size. B92 là em không có size 101 mà chị Phương Nguyễn ơi. Cái này lẻ thôi mấy chế ơi, còn mấy size Rồi cái quần quần ngố này chốt cho em là B90. B95 giùm em. 94 là size 102. 94 là size 120 á chị Quỳnh Hoa ơi. Không có size nhỏ. B94 xem 2 chị Quỳnh Hoa. Rồi con này là B95 cho em size 140 nhưng mà form này cỡ 27, 26, 27, 28 kg mặt thôi hả? Chứ vải rất là đỉnh luôn, con này size 140, sale 100.000 cho mấy chị.
100.000 kèm size giùm em B90. B95 size 100.000. B95 100.000 size 140. 96 cho em size 130, size 100.000, 96 size 130. Mã B95 size 140 chị Thảo Linda. Trai gái đều mang được á, 95 và 96 là trai gái đều mang được nha cả nhà. Rồi size nốt 100.000, size 130, 20 25 kg cho em. Rồi 96 20 25 kg. B96 100.000 size 130. 97 luôn size nốt cho mấy chế mấy cái quần này luôn. 88. B96 size 3 thì bỏ khuôn. Size 101, 101 hoặc 88.000 kèm size giùm em. Em có size 90 và size 101 hai size nha mấy chị ơi. Trai gái đều mang được cái quần ngố. Rồi, size 90 là 10 12 kg và size 101 15 17 kg cho em. Con này chốt cho em là B90. B97 88.000 kèm size B97 ha. B97 88.000 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. B97 em hết B94 rồi mấy chế. 94 có 1 cái à. Cái này chốt cho em là B97 kèm size nha cả nhà. B97 cho em 88.000. B97 95 em hết rồi. Không đeo em. Cái quần đó 18kg. À cái đó đó hả? À cái đó chắc được. Đó được, tưởng đâu cái quần màu kem. Chị Phương Nguyễn kèm chiều cao và số cân giùm em đi chứ. Mã 397 xe 1 chị Hoàng Nương. Mã 397 xe 1 chị Thanh Nga. Rồi cái này 88.000. Cái chị Phương Nguyễn ơi, cái đó size 101 nhưng mà bé 18kg mặc được á chị. Chị lên kèm chiều cao giùm em ha. Lấy thì ok giùm em nha chế. Rồi con này chốt cho em là B97, một size 90 và size 101 nè Phương ơi. Dạ. Mã 397 size 90 chị Giang Giang. Còn một cái 101. Chưa có về nữa chị Suka ơi. Mấy chưa có về nữa chứ. Rồi con này chốt cho em là B98 kèm size giùm em. Ngoài Mỹ pha xong rồi. Rồi cái này size nhiêu? 90 và size 120 nha cả nhà ơi. Rồi 80.000 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B90. B98 kèm size ha mấy chị. B98 80.000 kèm size giùm em. B98 B98 80.000. Size 90 và size 120 hai size. Mã 397 chị em cho chị Nghi Hạnh. Rồi B98 nè. B98 cho em nha. 90 và size 120 B98. Mã 398 size 2 chị Bánh Mì Em. Rồi, không size 120 em. Một cái 920 và size 890. Con này chốt cho em là B90. Mã 398 size 2 chị Duyên Nguyễn. B99. Rồi B99 cho em. B99 kèm size giùm em nha mấy chế, 80.000 luôn. Cái này size nhiêu em? 101 và 104. B97 là em còn B98 size 94 chị Như Quỳnh. Rồi con này chốt cho em là B99 ha, 80.000 luôn em ơi, kèm size giùm em. Size 102 là size nhiêu em chứ? 124 kèm size ha. À chị mua cho cháu rồi chứ. Bé nha chị mấy tuổi rồi? 399 size 101 chị Nguyễn Hoàng Phương Anh. Con này chốt cho em còn cái 120 nè, 80.000. Mã 399 size 2 chị Như Hoài Nguyễn. Rồi cái này sale nốt 60.000 cho mấy chị luôn nè. Cái này có size 80 và size nhiêu em? Dạ 80. Hai cái size 80 60.000 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã bên cho. Ủa không? B100 ha. Sale 60.000 cho mấy chị luôn. 50 thôi em ơi. Size 80 thôi, 80 kg sale 50.000. B100 50.000 kèm size giùm em. B100 nha mấy chị ơi. B100 kèm size giùm em nha mấy chế. B100 nè. B100. Rồi con này chốt cho em là mã M50. Mã B100 size 80 chị Quỳnh Dương. M50 M50 kèm size. M50 kèm size 80.000, size nhiêu em? 120 và size 103. Con này cỡ 24kg độ lại. 120, 103, 17 tới 24kg cho em. Con này chốt cho em là mã M50 kèm size. M50 ha mấy chế ơi, 80.000 rất là đẹp luôn. M50. M50 80.000 size 102 là size 3. Rồi M51 cho em. M51 80.000 luôn, size 102. Mã M50 size 3 thì giá hơn. Dạ 90, 102. M50 size 102 thì Minh Hương. 80.000, 90, 102 là từ 10kg trở lên. 102 chốt cho em tới 18-19kg, 4 tuổi thôi nha mấy chị ơi. Con này chốt cho em là mã M51. M51 kèm size nha mấy chế, 80.000 thôi, rất là đỉnh luôn con đó. Form rất là đẹp. M51 80.000 size 90, 100 và 102. M50
M52 em có một cái size 101 tương ứng với size 102 và cái size trăm mấy? Dạ 102 chứ. 102 tương với size 103. Comment kèm chiều cao giùm em và số cân giùm em, hoặc là mọi người nhảy lên một size ha. Ủa rồi 51 size 90 chị Hoàng Phùng. Hoặc là 102 chị A Dân Ngô. Hoặc là mọi người giảm xuống một size cho em. Mở tại cái form này bự. 51 size 100 chị Mã Thị Kim Nhung. Con này M52, cái này giảm xuống size cho em. Cái form này form to nha mấy chị. Cái em đang cầm là 101 tương với size 102 và 102 tương với size 103. Con này chốt cho em 85.000 M50. M52 85.000 M52. M52 85.000 size 101 102. M53 cho em 80.000. Mở M52 size 102 gì bánh mì em. Ở đây theo luôn nha mấy chị. Còn 101. Con này chốt cho em là mã M50. M53 80.000 size nhiêu em? 101. Rồi, 80.000 M53 size 101 kèm size giùm em M53 size 101. M53 size 101 nha mấy chế, trai gái đều mang được M53. Còn cái size nhiêu em? M51 là em còn size, M52 là em còn size 101 nha mấy chế ơi. M51 em hết hàng rồi nhé. Hoàng Nương thấy không em? Có hết trăm hàng. Hoàng Nương có. Ờ. Huyền Nguyễn, Hoàng Nương cầm bên 101. Giờ bánh mì em cầm bên. Còn cái M52 còn cái size 101 đúng không em? Dạ đúng rồi chứ. Còn cái 101 đó chị Hoàng Nương comment M52 101 đó em. Em chưa. Con này M53 giùm em nhá. M53 kèm size giùm em, size 101. Mã M53 size 101 chị Nguyễn Trang. Mã M53 size 101 chị Mai Hương Idol Quảng Châu. Rồi con này chốt cho em là M50. M54. M54 không thấy chị Nguyễn Hương comment hả Phương? 52 á Phương. Hoàng Nương cầm bên 101 mà còn 101 đó. 53. Cái mã đó là mã Phương đang cầm, mã gì vậy Phương? Dạ, 52. Trời ơi tao tức Phương ghê nha. Em thấy chị đó cùng 53. M53 không ạ? M52 lướt lên cái bà chị. Trời ơi tao thấy rõ ràng trên đây luôn nè. Thấy không? Kéo lên trên nữa, bả comment ở trên, bà chế comment ở trên nữa đó, M52 đó. Trên chị Mã thì Kim Nhung kìa, thấy không? Mã M52 size 101 chị Hoàng Nương. 53 chị Hoàng Nương có không em? Không chứ. 53 chị không có nha chế. Rồi con này chốt cho em là M54 giùm em. M54 kèm size nha mấy chị ơi, size 102 và size nhiêu em? 102 và 103, cái màu ngoài nó tươi hơn ha. Em sale 80.000 M54. 80.000 M54. 80.000 size 102 và 103 ha mấy chị. Cái form cái màu ngoài nó sáng hơn tại vì do ánh đèn led của em á. Đèn lát của em. M54 kèm size, size 102 và size 104 kèm size. M54 80.000 size 102 và size 103. 2 và 3 ha mấy chị. Mở M54 xem 3 thì ra hơn. Mở M54 xem 2 thì Duyên Nguyễn. M55 giùm em nha mấy chị. 80.000 size 150 và size nhiêu em? Dạ 150 luôn chứ. Hai cái size 150 hả? 30-35 kỹ cho em, chốt cho em 80.000 M50. M55 kèm size 80.000 M55. M55 80.000 size 150. M56 cho em 80.000 luôn, size nhiêu em? Dạ 140. 103 và 140 kèm size. Con này chốt cho em là mã M50. M56. M56 kèm size giùm em nhé. Chú vải rất là đỉnh luôn. M56 size 103 và 104. 103 và 104 kèm size cho em nhé cả nhà. M50. M56. M55 xem rưỡi ra không? Rồi bỏ ra đi em ơi. Bỏ ra đi, chị không lấy à. Bỏ ra. Bỏ chị Hoàng Nguyên ra đi. M55 xem rưỡi chị Nguyệt Lê. Chốt cho em con này là mã M57 giùm em. M57 kèm size. M56 xem tư chị Thủy Thiên Nguyễn. M56 xem 3 chị An Yên. M57 80.000 luôn. Cái này em có con gái hay ba? Dạ, cái này size 90/100 kèm size giùm em 80.000. 90 và size 100 nha mấy chị ơi. 90 và size 100 80.000 kèm size giùm em. M57 80.000. M57 80.000 size 90 và size 100. Chốt cho em tiếp con này là mã M50. M58. M58 nha mấy chứ ơi. 80.000 kèm size giùm em. Size 130 của chú 140. Hai cái size 140 nhưng mà form này có 28 kg mặt đẹp hả? Con này chốt cho em là mã M50. M58. M58 hai cái size 140, cái này cỡ 28 kg độ lại cho em mặt đẹp ha mọi người. Con này M58 kèm size. Bao nhiêu á chị Nguyễn Nguyễn ơi, mà lên kèm giùm cao giúp em đi chị ơi.
Chị nào không biết size của bé nhà mình thì kèm chiều cao và số khung để bên em lấy size chính xác nha mọi người. Con này chốt cho em là mã M50. M58 kèm size. M58 kèm size giùm em. 2 cái 140. M58 80.000 size 140. M59 giùm em 80.000 luôn size 90. Dạ 90 140. 90 và size 140 kèm size 140 28 kg độ lại giùm em nha mấy chị. Mở M58 size 140 chị Nguyệt Ly. Rồi, em còn một cái M58. M58 là size 140 hả? Con này chốt cho em là M59 80.000 size 90 và size 140 kèm size giùm em. 90 là 10 12 kg và 140 là từ khoảng 24 25 25 kg chốt cho em tới 27 28 kg. Con này form rất là đỉnh luôn, 80.000 M59. M59 80.000 size 90 và size 140. Cho em con này M60 80.000 luôn. M59 size 90 chị Ngân Bùi, giá bé 20 kg cho 1 mét thì mình hả? Size 120 nha chị Nguyễn Nguyễn ơi. Xin chân hả? Ờ, cho một tô cà phê lọ. Xin chân bu su phụ hãy hơi cho một tô cà phê. Con này chốt cho em là M60 80.000 M60. Mã M59 sang tôi chị Hỷ Thi Nguyễn. Mã M59 sang tôi chị Võ Xe Đức Tài. Rồi M60 size 101. Dạ 101 1 và rưỡi. 1 rưỡi kèm size giùm em nha mấy chị ơi, 1 rưỡi. M60 80.000 size 101 chấm rưỡi. Rồi M61 luôn. 80.000 size nhiêu em? Dạ size 102. Rồi size 102 và size 104. Ủa 2 và 3. 2 và 3 cho em nha mấy chứ rồi. Mở M60 size 101 chị Lê Tuyến. Còn cái 150. Rồi. M60 em còn cái 150 nha mấy chị. 30 35 kỹ cho em. Còn con này chốt cho em là mã M60. M61 size 102 và size 103 kèm size. Size 102 và size 103 kèm size giùm em M61. M59 em hết hàng rồi chị Vân Lê ơi. M61 80.000 size 102 103. M60 size rưỡi chị Như Quỳnh. Rồi. Con này chốt cho em là M62. Cái màu ngoài là màu xanh, nó không có ngã sang rêu nhè mọi người. Màu ngoài xanh đẹp lắm. Rồi 80.000 cho em luôn. Cái này size 140. Dạ 140, 120 và 140 kèm size mà em hả? M61 size 2 thì bỏ xe Đức Tài. M62. M62 giùm em. Có M61 một cái chị Nghi Hành. Rồi con này chốt cho em là M62. 2 và 4 2 size M62 nha mấy chị ơi. Mấy mã qua rồi em hết hàng rồi. Mở M62 xe em tư chút đi vàng. Còn 2 cái 120. Rồi. Em còn 2 cái xe 120. Con này chốt cho em là M65. Ủa? M63 xe 120 và xe nhiêu em? Dạ, 80.000 120 và 140 kèm xe giùm em. Con này chốt cho em là mã M63 ha mấy chị. M63 xe 120 và xe 140. M63 đẹp lắm, chốt rất là đỉnh luôn. M63 xe 120 và xe 140. M63 M63 80.000 xe 102 và xe 140. Rồi con này chốt cho em là M64. M63 xe 102 thì Trinh Thi. M64 kèm size giùm em. M64 chị Hàng Nương bé chị mặc size 101 nha chị ơi. Rồi con này chốt cho em là M64. M63 em còn cái size 140 nha mấy chị. M63 xe 104 chị Lê Ngọc. Rồi M64 giùm em size 101. Dạ 101. Rồi 80.000 size 101 kèm size ha. Chất vải rất là đỉnh luôn mấy chế ơi. Con này chốt cho em là M64. M64 xe 101 chị Nguyễn Đèn. Rồi M64 xe 101 chị Mai Hương ơi đều Nguyễn Châu. Rồi còn 2 cái con rồi. M65. M65 giùm em nha mấy chị ơi. M65. M64 xe 101 chị Nguyễn. Rồi còn cái nữa con ơi. Con này M65 cho em size 130 và size nhiêu? Dạ 357. 357, 170 là 40kg trở lên. Mở M64 xe 101 chị Lê Tuyến. Rồi 170 là 40kg trở lên nha mấy chế ơi. Con này chốt cho em là M60. M65 3, size 130, 150 và 170 hả? Dạ đúng rồi. 350, 7 ha. Form và chất vải rất là đỉnh luôn. Con này sale 75.000 cho mấy chị nè. 75.000 kèm size giùm em M65. M65 cấp tốc luôn mấy chế ơi. M65 xe 7 chị Tính Nguyễn. M65 xem rửa chị bỏ xe Đức Tài. Rồi, còn 3 năm mỗi cái một size. Dạ 50kg hoặc 150 hoặc 170 vô nha chị Tính Nguyễn ơi. Em mới tháo một đống ra nè. M65 bé 38kg chị Lê Tuyến. Còn rồi còn cái 130. Em còn chỉ còn 130 thôi nha mấy chị ơi, hết 170 và 150 rồi nha. Con này M66 cho em, cái size 120 và size. Dạ 130. 2 và 3. 80.000 luôn, sale nốt cho mấy chị luôn. 2 3 kèm size M66.
M66 size 102 và size 103 mấy chị. Rất là đẹp luôn á, con này siêu hàng luôn. M66 23. 50kg vừa á chị. Rồi con này chốt cho em là M67. M66 là màu kem và M67 là màu xanh. 23 á không? Size 80. Ủa 80.000 size 102 và size 103. Rồi con này chốt cho em là mã M60. M67. M65 size 3 chị Phạm Hoài Di. Rồi. Cứ con nó lại. M66 và M67. M67 80.000. M66 xem 3 chị Trinh Thi. Rồi, còn cái 102 nữa. M66 xem 2 chị Nguyệt Nguyễn. Rồi M67 80.000 luôn nè. Size 102. Dạ 102 23 luôn mới chết. Con này M67 ha. M67 size 102 và size 103 80.000. Trời ơi, chất vải rất là đỉnh luôn á. M67 xem 2 chị Thanh Nga. Có M67 bé 23 kia chị Cookie Coca. Có M67 xem 2 chị Yuki Gon. Đứng lên lấy chế cái BB đi. Phải không? Phải nói không lời. Rồi con này chốt cho em M68. Rất là đỉnh luôn con này. 85.000 M68 cho em nha mấy chị ơi. 80-101, 80kg trở lên. Con này chất vải không đẹp, không lấy tiền mọi người luôn. 85.000. 80kg-17kg kèm size. Con này chốt cho em là mã M68. Xác nách trên canh em hết hàng rồi sao chứ. Rồi M68 kèm size giùm em nha mấy chứ. Form và chất rất là đỉnh luôn. 85.000 thôi mọi người ơi. Form rất là xịn sò luôn hả. Rất là hàng luôn. Rồi chốt luôn. M68 xe 1 chị Duyên Nguyễn. Xe 100 chị Trâm Hoàng. Rồi. Xe 1 chị Lê Thảo Nguyên. Hết 1. Còn size 80 tới size 100. Con này em có từ size 80kg tới 14-15kg cho em hả mấy chị. M68 2 cái chị Mi Hạnh. Rồi M68 xe 90 chị Quỳnh Dương. Rồi Quỳnh Dương. M68 xe 90 chị Hoàng Phụng. Còn cái 90 nữa nè. 80-90-100. 80-90-100 em còn được 3 size ha. Rồi kèm size giùm em. Cái rồi chốt cho em con này là mã M60. M69. Huỳnh Phụng có 90 chưa? Có rồi chết. Rồi con này chốt cho em M69. M69 85.000 size 90. 85.000 áo ha mấy chế. 85.000 size 90 cho em. M69. Ủa. Cái này. Phải hàng đó không? Hay là lộn vô vậy? Coi coi. M69 cho em nha mấy chị ơi. M69 size 90. Đồng đồng cần lấy size 80 với size 90 thôi đồng. Cái size 100 nè. M69 size 90 Trâm Hoàng. Chốt cho em tiếp con này là mã M. M70 giùm em. M70 giùm em size 90. M70 size 90 nha mấy chị ơi. M70 69. M70 size 90 80.000. M70 size 90 80.000. 10-12kg cho em 80.000 nha mấy chị. 10-12kg 80.000. Con này chốt cho em là M. M71 80.000 luôn. Size size 90. Size 90 chị Hoàng Phụng. Size 90 luôn mấy chứ ơi. 80.000 size 90. Chị Hoàng Phụng mình không bán M70 nha. Size 90. 90 đó lại. M70 size 90 với chị Hoàng Phụng. Rồi cái này size 90 luôn nè em. 80.000 đẹp lắm luôn mấy chứ. M71 80.000 size 90. M72 80.000 size 90 luôn. Hóa trời đẹp cao. Size 90 chị Lan Lan. Rồi size 90 kèm size giùm em nha. Con này chốt cho em là mã M72 size 90 80.000. M72 80.000 size 90. M70. M73 80.000 luôn. Cái này size 90 luôn nè. M73 80.000 size 90. Đẹp lắm mấy chứ ơi, chất và vải rất là đỉnh luôn. M69 em hết hàng. Chỉ còn cái này đẹp quá mà không có sang trăm. 72, 90, 73, 90 luôn nè. M72 size 90 chị Xuân Diệp. M73 80.000 size 90. Cái này giặt liền cho khai mặt. Cái này đẹp quá. Con này chốt cho em là M70. M74 cho em. M73 size 90 chị Xuân Diệp. M74 cho em nha mấy chế ơi. 70.000, 60.000 thôi em. Size 80 nè, 60.000 size 80. M70 M74 60.000 size 80. M74 60.000 size 80. Rồi con polo này
trăm ngàn cho em. Con này chốt cho em là mã M70. M75 trăm ngàn size 90. M75 100 ngàn size 90 nha mấy chế. M74 size 80 chị Xuân Diệp. M75 100 ngàn size 90. Rồi mấy cái áo polo này đẹp quá mà không có size lớn. Con này chốt cho em là mã M70. M76 100 ngàn luôn, size 90 luôn nè mấy chế không. Đẹp quá, mấy cái áo polo rất là hàng luôn á. Rồi M76 90. M75 size 90 chị Trâm Huyền. M76 100 ngàn size 90. Con này chốt cho em là mã M70. M77. M77 nha mấy chế ơi. 70 ngàn size dạ 12 kg bé mình cao như nó chị Linh lên lên 12 kg mình có thể mặc size 90 hoặc 100 nếu mà bé mình cao nha chị ơi. Cái này tầm size 80 hả ta? Ủa 90. 10 12 kg cho em 70 ngàn. Con này chốt cho em là mã M70. M77. M76 size 90 chị Giang Giang. M77 70 ngàn size 90. Rồi mã này chốt cho em là mã M70. M78 size 90 luôn rồi. Trời trời mấy cái áo quá chưa hề luôn. 80.000 M78. M77 size 90 chị Xuân Diệp. 80.000 M78. M78 80.000 size 90. Trời ơi, M79 này quá đẹp luôn mấy chứ ơi. Xuất sắc dễ thương quá. Đứa nào có đứa 10 12 kg này lấy mấy cái này đi mấy đứa dễ thương quá trời luôn á. Trời ơi. Mấy cái này con em mặc hết vừa rồi. Con này M70 90 không á Phương. M79 luôn 80.000. Trời trời cái áo chất nó đỉnh giả mang luôn. Quá trời hàng. M78 size 90 chị Trúc Lý Phạm. Trai gái đều mang được, bà nào 90 hôm nay hốt được quá trời luôn á. Siêu phẩm. M79 80.000 size 90. Cái này để dành phối đồ hả? 70.000. Con này chốt cho em là M80. Đơn giản nhưng mà cực kỳ dễ phối đồ luôn nha mấy chị. M79 bé 12 kg chị Lê Tuyến. 10 12 kg. Chốt cho em con này size 90 kèm tay giùm em nha. 70.000 nè. M80 70.000 size 90. Rồi cái này còn sót lại cái nữa nè. Cái này M81 size 90. Trời ơi đẹp quá. Em à. M80 size 90 chị Xuân Diệp. Đẹp quá. Ôi cái này cũng dễ thương nè bay. 90 á. Dễ thương quá à. Cái này mà có lớn thì chết với tao rồi, tao lấy con khài. Con này chốt cho em là mã M81. Mấy cái này dễ thương quá mấy chế ơi. Ai vậy? Cháu hả? Em hả? Dễ thương á. Mấy cái đó dễ thương. Rồi con này 50.000 cho mấy chế. Con này chốt cho em là M81. 50.000 size 90. M81 50.000 size 90. Ê để em lên có ít đồ bộ nha mọi người. Ít còn đây nữa nè. M81 size 90 chị Hoàng Phụng. Dễ thương quá. Ê cái này cũng dễ thương nè bay. Chà hàng gái. Mua về cho má nó trả tiền. Rồi con này chốt cho em là M82 ấy không. Cái này con trai mặc đẹp. Cái này size 100. Trời ơi đẹp quá. Xuất sắc. Con này chốt cho em là M80. Trời cái này size 90 nè mấy bà ơi. M83 cho em đi mấy chế. Đẹp quá trời đẹp mà mấy cái áo này. M83 size 90. 80.000 thôi. Quá trời dễ thương luôn rồi con M83 này. Thấy cưng quá. Ôi cái này nó hơi bị dính vô nhẹ. Em sale 50.000 cho mấy chế gì vậy em ha. Lên cho em mã sale đi mấy chế. Lên cho em mã sale nha. M83 lên cho em mã sale. Nó hơi bị dính vô nhẹ. Về mấy chế xử lý giùm em nha mọi người. Nè chị nào ok thì ok giùm em 50.000. 50.000 cho mấy chế cái áo này. Không tại tháo ra cái bọc toàn. Lên cho em mã sale 50.000 nha. Màu trắng dễ dặn mọi người. Mã sale sao chứ mua gì trong hồi. Sale nha chế. Về xử lý giùm em nha chị ơi. Đó dặn cái ngâm á mọi người. Ngâm cái ra. Ngâm nó rửa chén á. Đã ra. Lẻ nó lẻ chồng á chế. Rồi chốt cho em cái áo này à. M84 85.000. Cái này em có size 101 và size 103. Quá đẹp luôn con này. Chế dưỡng cái 101 đi. Cái 103 đi em bán cái 103 đi. Con này chốt cho em là M80. M84 80.000 thôi em. Chế em dưỡng cái 101. Mấy chế ơi, mấy chế qua M84 cho em nhé. Tối đêm lên lẻ cái giờ này lên đó. Gì ta? Đồ bộ ít ha mấy chế. Đồ bộ mọi người. Lấy lại. Rồi đồ bộ mấy chế. M85 size 84.
Rồi Xuân Diệp. Mấy cháu ơi, đồ bộ không mọi người? Hay là lên lẻ nữa? Mấy cháu muốn em lên lẻ hay đồ bộ nè? Cho em cái đi nè. Hết mã sale rồi mấy bà ơi. Mấy cháu muốn em lên đồ bộ hay gì ta? Hay là lẻ cái hả? Lẻ cái hay đồ bộ? Đồ hộp á. Đồ hộp nè, mấy cháu còn có nhiêu đây à mấy bà ơi? Lên không? Lên không nè? Ba lỗ đằng sau hết rồi. Để cắt tiếp ha. Để bữa nào đi lên đồ bộ sao đi. Em lên cái chồng lẻ cái tiếp cho mấy chế. Để em lên lẻ cái cho nên là có ý đầy đủ hơn nha chị Bảo Ngọc ơi. Đồ bộ y hả? Đồ bộ hay lẻ cái, đồ bộ hay lẻ cái. Mấy cái này à. Đồ bộ đi chế hả? Lẻ cái tiếp đi hả? Like ít lẻ cái nữa rồi like đồ hộp nha. Đồ hộp còn có ít rồi mấy chị. Rồi con này 80 ngàn luôn, cái này là mã M85 size 1, 80 ngàn, đẹp lắm. 80 ngàn M85 size 1. M85. Mấy cái này lẻ lẻ thôi mấy chế. Đồ bộ đi chân ơi. Lẻ đi bà chế. Rồi 85 size 1, 80 ngàn. 86 này nãy chứ bán nhiêu. Rồi quay qua coi mấy chế. Em bì á. Không biết bán nhiêu luôn. M85 xe 1 thì mặt bự. Cái này M86 M86 50.000 xe 1. Cái này 15-16kg mặt đẹp nha mấy chị. 15-16kg mặt đẹp. Con này chốt cho em là mã M80 M86 50.000 xe 1. Trời ơi nó có cái xe 1 này. Xuất sắc chưa. Nó M86 xe 1 chị Ngô Yên Ly. Rồi con này xe cho mấy chế. M87 80.000, ối không 70.000 thôi, size 1. 70.000 size 1 ha, chất rất là đỉnh luôn, con này chất mỏng. Đẹp lắm, siêu hàng luôn. M87 cho em size 1. M87 70.000 size 1. M87 size 1 thì ra hơn. Rồi 88 cho em luôn. 88 size 1 luôn nè mấy chị ơi, 80.000. Ôi con Pikachu có con một luôn á trời. Cái này. Rồi chốt cho em con này là mã M80. M88. Size 1. 80.000. Đẹp quá, cái Pikachu này đẹp quá. M88 xe 1 chị Mai Hương ơi, đều Quảng Châu. Rồi, con này cũng xinh nữa. M89 80.000 xe 1 nha mấy chị. M89 80.000 xe 1. Quá trời xinh. M89 80.000 xe 1. Rồi chốt cho em. Chốt cho em con này là mã M90. M90. Anh Chi Ly ơi, mình lên kèm những số cân của bé mới chút đường nha chị ơi. Anh Chi Ly lên kèm số cân đi chế. M89 xe 1 chị Yutigen. Rồi con này chốt cho em là M90. Cái này tầm khoảng 18-20kg cho em nha. Cái này size 1 nhưng mà form to nha mấy chị. Chị nào thích mặc form rộng rãi á thì mình comment size 1 hoặc là comment 18-20kg cho em nha mọi người. Con này chốt cho em là M90 85.000. M90 xe 1 chị Nguyễn Hoàng Phương Anh. Rồi, M91 cho em 80.000. M91 80.000 giùm em nha mấy chị ơi. Cái này size 1 nè. 15-16kg mặt đẹp ha, form rất là đỉnh luôn. Con này size 1 cho em. 14-15-16kg size 1. Con này chốt cho em là M90 M80.000. M92. M91 xe 1 chị Anh Chi Ly. Rồi M92 cho em nha mấy cháu ơi. M92 size 1 luôn nè. Con này size 80.000 luôn. Cái này là ở ngoài màu xanh rất là đẹp luôn chứ không phải ngã size real nha mọi người. Con này chốt cho em M90. M92. M92 kèm size M92. M92 em hết này nha mấy chị qua M92 giúp em nha. Mở M92 xe 1 chị Mai Hương ơi, đồ Quảng Châu. Rồi. Rồi cái này em có size 80 và size 90. 80 và 90 chốt cho em là mã M93. Size 80 90 nha mấy chú ơi, M93 cho em 80kg. Tới size 12kg nè. Cái này size 80.000 cho mấy chị nè, chốt vải rất là đỉnh luôn. Cái này chốt cho em là mã M93 80.000 kèm size M93. M92 em hết hàng nha mấy chị ơi. Sang M93 đi mấy chú. M93 em có size 80 và 90 nha mấy chú ơi.
Mã M 93 size 90 chị Nguyệt ơi. Em còn một cái size 80 nha chị ơi. Em hết 90 nha, lấy thì cũng lãnh. Em là chị Xuân Nguyệt ơi. Rồi, chốt cho em con này là mã M94. Hình như chị xinh đẹp là còn size nào lấy size đó hay gì đó. Chị xinh đẹp là nít gì ta? Quên mất tiêu rồi. Ừ, đúng không chứ? Phải không bà? Rồi con này chốt cho em là M90. M94 80.000 luôn nè. Còn size 80, dạ, 90. 90, 101, còn 3 size. Dạ, con này lấy size M93 size 50 chị xinh đẹp quá. Mã M93. Xe 80 á. Rồi còn cái đây. M93 một cái chị Xuân Diệp. Rồi con này chốt cho em là M90. Từ. Rồi xe 101, 80 90. Đẹp quá. 80.000 xe nốt cho mấy chị luôn á. Mã M94 xe 80 chị Trúc Liên Phạm. 80 90 101. Mã M94 xe 80 90 101 chị Xuân Diệp. Rồi chốt cho em M95. M95 cho em 100.000 cái áo này nè. Size 104 nhưng mà size này tầm khoảng 28 tới 34 kg cho em. 28 tới 33 34 kg cho em nha mọi người. 100.000 rất là đỉnh luôn. Cái áo sơ mi này chất không đẹp không lấy tiền mọi người luôn á. Rất là đỉnh. Hôm qua em có chốt hàng cho chị mà không thấy nhắn tin như mọi bữa. Nốt cái like ngày hôm nay nha mấy chị ơi. Rồi con này chốt cho em là M95 size 104 nè em. Có nút đính kèm rất là xịn sò luôn. Con cái đó. Rồi cái này em được 3 cái nè, size 102. Rồi, chị xem tư chị Xuân Diệp. Size 102, 103 và size 234 nè. M96 cho em. M95 em có size nè. Con này M96 em có 234 ha. 100.000 luôn, sale nốt cho mấy chị luôn á. Chất vải rất là đỉnh cho em luôn nha. Có tặng kèm nút đính kèm cho mình như thế này. Quá đỉnh luôn con này. Kèm size giùm em. Con này chốt cho em 100.000 M90. 6. M96 100.000. M96 100.000 kèm size nha mấy chị ơi. M96 cho em. M96 100.000. 234. Con này size 102 cỡ 18-19. 19 kg trở lên cho em nha. 19-20 kg trở lên. Siêu đẹp luôn á. Chất rất là đỉnh luôn nha mọi người. Cái này phối kèm với là cái quần màu đen. Thôi là mặc đủ hàng à. Con này. Ở trong mặc cái áo. Cái áo sơ mi màu đen. Ủa áo thun màu đen. Dạ bé 15 cái 4 tuổi là mình mặc 101 nha chị Thu Hiền ơi. Cho em chốt cho em con này 80.000. M97 80.000, size 80 kg tới 17 kg cho em nha mấy chị. 80.000 M97. Đây là đặc chị chứ mặt chứ. Ủa phải không? Không phải. Hay là trên đó là. Ok. Rồi con này chốt cho em là mã M97 80.000. 80 hay 85 ta? 85. Màu xanh với bán 85. Cái này 85.000. M97 85.000 nha mấy chị ơi. 80 90. 80 90 101. Rồi 85.000. Còn 80 90 101. 97 size 80 chị Xuân Diệp. Đẹp lắm, xuất sắc. 85.000. Không quên bán 85.000. Còn 80 90 hai size. Con này chốt cho em là M97 nha mấy chị. M97 xe tập xe 90 cộng 1 đúng không? M97 xe 90 cộng 1 thì Xuân Diệp. Rồi em còn xe 80 nha. 80 kg nha mấy chị. Chất rất là đỉnh luôn. 85.000. Chất siêu đẹp nha. M97 còn xe 80 nha mấy chị ơi. Còn xe 80 kg nha. Ai chưa có thì cô lại giúp em nha. Rồi chốt cho em con này là mã M98. Em còn một cái size 101, cái size 80 và một cái size 80. Trời chất đẹp lắm mọi người ơi. Con này chốt cho em là mã M90. M98 thôi mấy chế. Chất và form siêu đẹp luôn. 80.000 sale note cho mấy chế. 80 và 101 hai size ha. 80.000 kèm size giùm em M98. M98 nha mấy chị. M98, 80 và 101. Mã M98 xem mốt chị Mai Hương ở đồ Quảng Châu. M98 chỉ còn size 80 kg thôi nha mấy chị ơi, hết 101 rồi nha. Dạ con quần nha chị Kim Nguyễn ơi, chờ xíu lên cho chị ơi. Mã M98 size 80 chút đi phạm. Mã M98 size 80 chị Minh Hùng, rồi em thích mã M98 nha mấy chị ơi. Mã M99 80.000 nha, trời trời mấy cái này 80.000 quá trời rẻ. Chất vải rất là đỉnh luôn nè mấy bà ơi.
cái em còn được mấy size sale nó 80.000 luôn cho mấy chế. Ba lỗ, trời con này đẹp lắm. Rồi 80.000 kèm size nha, cái ba lỗ này M99 cho em. Quá đẹp, form xuất sắc. 80.000 kèm size, size 80kg tới size 17kg, M99. Tới 101 đó mấy chị. Chốt đi mọi người, con này đẹp lắm. Có M99 size 101 chị bỏ xe giúp tài. 80.000. Có M99 size 100 chị mua Yên Ly. Có M99 size 101 chị ra hơn đó chị mua. Có M99 size 90 chị Hoàng Phụng. Rồi còn 80, 90, 100. Em còn size 80, 90, 100 ha. M99 đẹp lắm mọi người. 80.000 kèm size em. 80kg trở lên ha. Ba lỗ siêu xinh luôn mọi người. Chúc vải rất là đẹp. Mã này em chỉ có size 90 thôi nha chị ơi. Không có 120 nha. Mình lấy thì comment lại giúp em nha. Nó mời 99 bé 10kg chị Kim Anh Trần. Cái hãng này nó chỉ có tới size 90, ôi tới 101 không mấy chị. M99 kèm size giùm em, Xuân Diệp có chưa? Có 3 size thôi chứ không? Em hết size kia rồi. M99 3 cái chị Xuân Diệp. Rồi M99 em còn 80-90, 2 size. M99 size 90 chút đi Phạm. Rồi, còn 80 thôi đó em. Em còn size 80kg thôi nha mấy chị ơi, 80kg thôi được 3 cái nè, 80kg. Sale nốt cho mấy chế luôn á. Chị Nguyễn Ngọc Hồng Nhung ơi, muốn về đâu mình đi bóc giúp em chị ơi, xíu lên like xong mấy bạn sẽ xử lý đâu cho chị nha. M99 em chỉ còn size 80 thôi nha mấy chế ơi, em hết size lớn rồi nha. Còn cái cuối cùng đó 80kg thôi. Kim Anh Trần có chưa? Kim Anh Trần có rồi á. Chị comment cái tab qua cho em xem cái size ha chế. Ừ đó, đẹp. Dạ quần chờ em xíu, chị Minh Hùng ơi. M100 cho em. M100 80.000 nốt đi M100 tối em like tiếp. M100 kèm size nha mấy chị ơi. M100 kèm size giùm em nhá. Không có nguồn chip á chế, em chưa về nữa. Em nói em nghiên cứu cho mấy chế mà chưa về. 80-90. Dạ, 80-101. À 80 tới 101 rồi, 80.000 nốt đi mấy chế ơi. Con M100 này đẹp lắm, trai gái đều mang được và cái màu rất là xuất sắc luôn. M100 kèm size. Rồi đọc luôn. Mã M100 size 101 chị Huyền Nguyễn. Mã M100 size 100 chị Ngô Yên Ly. Rồi. Còn 80-90 thôi em, M100. Quá đẹp luôn con này. Xuất sắc lắm, sale nốt 80.000 cho mấy chị luôn. M100. Mã M100 size 90 chị Giang Ca nốt. Rồi. Của chế 90 nữa nè. Ờ hết luôn á. Rồi. Còn 80-100, chị Phạm Thị Xuân ơi, mã này không có size 120 chứ lấy size 80 thì comment lại em nhá. Rồi em còn size 80-100, chị nào lấy thì comment lại em nha. 80-100. Rồi. 80-100 hai size 100, chị nào lấy thì comment lại em, không có 160-100 chứ ơi. Thôi vậy bọn mình có lấy thì mình comment lại giúp em nha chị ơi. Còn 80-100 thôi nha. Chăm bố em hết hàng rồi nha mấy chị ơi. Còn 80-100 thôi mấy chị. Dạ tối nay em có lên quần đầy đủ hết nha chị Mai Hương đâu Quảng Châu ơi. Tối nay lên tiếp cho mọi người nha. Tối nay 8 giờ em lai nha chị Gia Hương ơi. Tối màu 100 size 100 chị Ngô Uyên Ly. Rồi còn size 80 thôi đó mấy chế ơi. Chị nào lấy comment giùm em nha. M100 hai cái size 80. Chị nào lấy size 80 comment lại giùm em nha mấy chế. M100 80kg. Tối nay mấy giờ lai hả? Chắc cỡ 8 rưỡi quá chứ. 8 giờ 8 rưỡi quá. Rồi M100 chị nào lấy size 80kg comment lại em nha. Chị ở Xuân Diệp ok rồi cho chị build đi em. Lên set hả? Tối lên tiếp nha mấy chứ. Có 100 dục. Có 100 size 80 một cái chị Xuân Diệp. Rồi em còn cái 80 chị nào hốt hốt luôn đi em hết luôn. Tối lên đồ lẻ không bạn? Dạ đúng rồi tối lên đồ lẻ đó chị. Tối em lên đồ lẻ đó mấy chứ. Rồi bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bye bye mấy chế. Tối không nhìn được hả? Chiều dễ dằm ha chế. Lên đồ bộ hộp đi chế hả? Tối thế ha mọi người. Em chờ qua. Em chờ qua trời chờ quá trời. Lên đồ bộ đi chế hả? Lên đồ bộ đúng không mọi người? Rồi tối lên nha. Tối lên nha mọi người ơi. Tối lên nha mấy chế. Bye bye mọi người nha. Trời ơi. Lên đồ bộ hộp rồi ốp hả? Chiều giờ đúng hả? Rồi lên luôn nha. Lên vài cái đồ bộ hộp nha mọi người. Ấy xuống đi. Chế lượng lấy được rồi. Để trên đây chế đi.
chứ tự rõ hộp rồi. Rồi vậy lên đồ bộ hộp nha. Ủa nhiêu rồi? À 100 rồi hả? Rồi tên 1 đi. Nhưng để qua đây chế được rồi. Chứ tự gỡ hộp ra được. Rồi nó xịn lắm nha chứ. Ừ. Trời còn lẻ thôi à, mấy chế có 20-30 mã thôi à. Lên đồ bộ hộp nha. Mấy chế xe lại cho em cái đi nè mọi người. Rồi con này chốt cho em là mã T1. Trời ơi ra hết trơn rồi. Sang trăm, không cái này size 130 nè, sang trăm. Tương với size 90, 130 và size nhiều quá em không biết luôn. Rồi đồ bộ hộp 150 thôi. Giờ mê quá hả chứ, 150.000 thôi nha, rất là xịn sò luôn, sale note cho mọi người luôn. Còn nhiều sale nhiều ha. Giờ dễ mua, tối mua không kịp. Ra hết trơn rồi mấy chế ơi. Rồi chốt cho em T1 cho em. T1 sang 100, 130, 140, tương với size 90. Mã T1 sang 100 thì ngưng bồi. 90, 120, 130, T1. T1 150.000 thôi mọi người, rất là đỉnh luôn ha. Chứ vải phải nói rất là xuất sắc luôn. T1 kèm size giùm em. T1 kèm size ha, em còn size 120 và 130, đúng không? Dạ đúng rồi chứ. Tương với size 101 và 120 nha, mua đồ bộ thì mình tự động nhảy size lên giùm em nha mấy chế ơi. T1 kèm size, em còn size 120 và size 130, 150.000 T1 ha. T1 bình thường bé mình mặc trong size 90 thì mình comment size 100 cho em nha mấy chế, hoặc là comment kèm số cân để bên em lấy size cho mấy chị ha. T1 em còn size 120, 130 tương với 101 và 120 nha mấy chị. Rồi T2 Ngô Uyên Ly đổi qua T1 size 120 rồi, ok. Mã T1 size 2 Ngô Uyên Ly. Con này chốt cho em là T2. T2 size 100 tương với size 90 và cái size 130 tương với size 120. T2 kèm size giùm em. Chất vải siêu đỉnh luôn. Con này chốt cho em T2 nha mấy chế, 150.000 một bộ. Chất vải siêu đỉnh, không đỉnh không lấy tiền luôn á. Rất đẹp lắm, chị nào mua rồi là mê liền. Size 100 và 130 tướng với size 90 và 102. T2 kèm size. T2 kèm size cho em. T2 kèm size nha mấy chế ơi. Còn size 100 tương với size 10-12kg nha mấy chị. 10-12-13kg. Rồi cái này có size 130 nè. Con này chốt cho em là mã T. T3. Quá đẹp luôn, con T3 này kèm size giùm em. Em còn được đúng mấy size, size 130? Dạ 34.5 ha mấy chế. Chốt cho em tới 32-33kg cho em. 34.5, 150.000 bộ, sale note luôn á. Còn được có mấy bộ à. Rồi con này chốt cho em là T. T3 kèm size ha, kèm số cân giùm em nha mấy chị ơi. T3 T3 cho em nhé cả nhà. T3 T3 kèm size 34.5, 3 size T3 ha cả nhà. Tiếp cho em con này T4. Tối có like chị xíu đen. T4 em có size 100 và size 100 mấy ta, 130, 100 và size 130. Con này chốt cho em là mã T4 cho em nha mấy chị ơi. T4 sang 100 và size 130 kèm size. T4 sang 100 và size 130. Chị mày... có đồ cho bé 10kg hay chị? Size nhiều size. À size 130 2 size nè. Cái này chốt cho em là mã T. T4 size 130 thôi cả nhà ơi. Đúng không? Có 100 không? Không có, không có size 100. Cái này T4 size 130 thôi mấy chứ rồi. Tương với size 120 hả? T4 kèm size giùm em. T4, T4, T3 có 150 không? Dạ không. T3 không có 150. T4 size 130 đó. T4 chỉ có size 130 thôi. Mã T3 size 150 thì nguyên ly. Tiếp cho em con này là mã T. T5. T5 có size nhiều. T5 có size 100. Đúng rồi, của trang trăm nữa. 100, 130, T5. T5 kèm size nha mấy chế, sang 100 và size 130 T5. 150.000 một bộ, T5 kèm size. T5 kèm size giùm em, sang 100 và size 130 T5. Chiếc vải rất là đỉnh luôn, T5 kèm size.
100 và 130 kèm size. Mở đây năm size 100 thì mua BB. Cho nên em còn một cái size 130 mấy chứ thôi, còn 100. Còn 100 nữa. Đồ tự phối tối chứ ha chứ. Giờ em lên đồ bộ đồ họp thôi. Tối đi, em tính nói rồi đó mà còn ít đồ bộ em like luôn. Tối đi em like đồ lẻ cái ha. Rồi con này chốt cho em là mã T6. T6 size 100 nè. 100, 130, 140. Con này chốt cho em tới 26kg nha mọi người. Con này chốt cho em là mã T6. T6 kèm size hoặc là kèm số con dùm em nhá. Chị nào chốt size thì chốt kỹ cái size dùm em, tự động nhảy lên một size dùm em nha mấy chế ơi. Cho bé mặc thoải mái ha. Chốt rất là đỉnh cho em 150.000. Con này chốt cho em là mã T6. T6 đẹp lắm. Gán chốt đi mấy chế. Không có cỡ thêm nữa. Chị Ngân Bùi 29kg, chị Thanh Thảo Nguyễn. Rồi. Không có 150, không có 150. Chị Thanh Thảo Nguyễn mà không có chị ơi. Em hết size cho mình rồi á. 134 rồi em. Tới 26kg thôi. Con này chốt cho em là mã T7. T7 quá đẹp luôn bé gái. T7 kèm size dùm em. T7 kèm size nha mấy chị ơi. T7 cho em nha. Chất rất là đỉnh luôn cho em con T7 này. Con đẹp lắm. T7 size 100. Có tới size hình như 150 hay sao á. T7 kèm size T7 ha. 150.000 bộ T7. Bé gái siêu xinh luôn. T7 kèm size nha mấy cháu ơi. T7 kèm size giùm em. 100. 100 tới size không biết nhiêu. Có rưỡi đúng không? T7 23.5kg chị Cookie Coca. Rồi, 29kg chị Thanh Thảo Nguyễn. T7 T7 kèm size. Còn size gì báo luôn em. Size 100 nè. Dạ còn size 100, 101, 102. 100, 101, 102. Lưu Ngọc Bích 200. Lưu Ngọc Bích. Em xin lỗi chị Thanh Thảo Nguyễn mà không mã T7 nha chị ơi. Rồi cái này không có rưỡi à. Cho nên Thảo Viễn nãy giờ chốt hai bộ, không bộ nào có. Em còn size 100, 101, 102, 103 nha mấy chị ơi. Tương với tới size 120 thôi, tới 20kg thôi như vậy nha. Con này chốt cho em tới 7, từ 10kg chốt cho em tới 20kg, tới 7. Tới 7 kèm size hả? 10 tới 20kg cho em tới 7. Em buồn. Chốt cho em tiếp cho em con này là mã T8. Cái nào có size 150 bà cứ hốt để lẹ bà chế. T8 size 100. 100 và 130 tương với size 90 và 120 nha mấy chế. Con này chốt cho em là mã T8 giùm em. 150.000 bộ T8, 100 và size 130, 10-12kg và size 130 là từ khoảng size 120 là từ khoảng từ 17-18kg và chốt cho em tới 20-21kg ha. T8 kèm size. T8 kèm size. T9. T9 còn size 140 và size như em. Rồi T9 size 140, 150. 8 còn 132 cái. Con này chốt cho em là T9. T9 cho em 150.000 bộ. Size 140 và 150 tương với size 3 và size cho bé tới chốt cho em từ 21-22kg. 21-22kg và chốt cho em tới size cho bé 33. T9 32-33kg. T9 kèm size giùm em ha. T9 có được 2 size á. 4.5 2 size ha. Kèm số cân và chiều cao giùm em nha mấy chế. Chốt cho em con này T10. T10 kèm size T10, size 120 nè em. 24.5 T10. T10 24.5 kèm size. Rồi T10 size 120 tướng với size 101 nha mấy chị. Mã T9 size 5.5 chị Kim Linh. Rồi T10 giùm em 150.000 bộ T10.
24,5 kèm size T10, rất là xinh, xịn sò lắm đấy chứ ơi. T10 kèm size mà em nhớ, 24,5 T10. T10 kèm size T10. T8 còn 130. Mã T10 xin em 2 nhà Ngô đi ơi. Rồi. Mã T8 thêm 3 chị Trần. Mã T8 thêm 3 chị Nguyễn Trần Tiết Ngọc. Rồi tiếp cho em con này là mã T. Tư rưỡi em. Con này chốt cho em là mã T10. T11. Sang nhiêu là? Tư rưỡi T11 hai size. Size 140 và size 150 ha. T11 giùm em nha mấy chế ơi. Chốt quả rất là đỉnh luôn, tương với 130 và 140. Chốt cho em tới 3233 kỹ nha. T11 kèm size. Có set bộ với chai không chế, mới vừa qua rồi đó chế. Con này chốt cho em là mã T11. Tư rưỡi hai size, T11 kèm size men T11. T11. Rồi cho chế thêm mấy bộ. T11 size 150 chị Ngô Uyên Ly. Rồi. Còn tư. Rồi con này chốt cho em là mã T12. T12 kèm size nha mấy chị ơi, T12 còn được đúng bộ. Không. Cái đó nó xanh là. Cái này cổ tím luôn. Hồi như khác. Con này chốt cho em là mã T12. T12 size 140 nè mấy chị ơi, tương với size 130 ha. T12 rất là đẹp luôn, 150.000 bộ T12. Hàng rất là đỉnh luôn nha cả nhà. T12 kèm size mà em T12 nè. T12 kèm size. T12 size 140 chị Ngô Uyên Ly. T13 cho em. T13 150.000 bộ. Size trên con này từ size 140 nha mọi người. Con này size 150 nhưng mà ưu tư với size 140. Con này tầm khoảng từ 26 kg, chốt cho em tới 32 kg mặt xuống ha mấy chế. Con này chốt cho em là mã T10. T13, con này hàng Disney nè, còn sót được con duy nhất size 150 tương với size 140. Nhưng mà con này chốt được tới 32 kg cho em nha. 26 27 kg tới 32 kg. T13. Size 150 á chị Ngô Uyên Ly ơi. Tương với size 140 á chứ, size 150. Lấy thì comment lại giùm em nha, size 150 ha. Ok. Mã T13 size 140. Hình như là tôi bán cho bà Ngô Uyên Ly với bà nãy giờ Ngân, bà Ngân gì ta? Bà Ngân với bà Ngô Uyên Ly. Rủi á, chị ok đó em. Ngân Bùi. Rồi con này chốt cho em là mã T10. T14 size 140 tương với size 130, một set duy nhất T14. T14 giùm em nha mấy chế ơi, chốt rất là đỉnh luôn. T14 kèm size giùm em T14 nè. 150.000 bộ à, trời ơi. T15. Còn sót mấy bộ cuối cùng mà ráng chốt đi mấy má ơi, mấy má ơi. T15 cho em size 130. Đúng rồi, còn cái 140 em. T15 kèm size nhá, size 130 tương với size 120. Con này siêu đỉnh luôn. Con này chốt cho em là mã T10. T15. Mã T14. Mã T14 cho em tư chị Ngô Uyên Ly. T15. T15 cho em. Con này size 130 tương với size 120, 18 kg trở lên, chốt cho em tới 20 21 kg. 18 tới 20 21 kg size 130. Mã T15 size 300 g. Con này chốt cho em là mã T16. Ôi, T16 là cái quần hồi nãy đúng không? Ừ, quần xám hồi nãy, hình như em còn được mấy size đó mới chết. Con này chốt cho em là mã T10. T16 kèm size ha. Cái này em có size 100 với lại mấy size nữa mấy chị. Con này mã là 2075. Size 100, 10, 12 kg trở lên. 10, 12 kg trở lên cho em. Và em còn được mấy size á. T16 có hàng nha mấy chị ơi, T16 kèm size nha mấy chị. Sang trăm rồi, trăm rồi, không nhớ sang nhiều nữa chứ, trăm trở lên thôi. Rồi kèm size giùm em đi, còn size nào em lấy size đó cho mấy chế. T16 đẹp lắm. Mã T16 sang trăm thì Ngô Uyên Ly có 150 không?
4 thôi hả? Có đuổi không? 1, 2, 3, 4 là không có đuổi em ơi. Rồi chốt cho em con này T17. T17 kèm size nha mấy chị ơi. T17 kèm size giùm em. T17 size 140, tướng với size 130 ha. Chốt cho em tới 26 và 7 kg. Con này chốt cho em là mã T10. T17 size 140, 150.000 bộ T17. T17 kèm size nha mấy chị ơi. T17 size 140. T18 size 120, tướng với size 101. Linh Trần Thủy. Đó chị. Mã T16 size 3 Linh Trần Thủy. Con này chốt cho em là mã T10. T18 size 120, tướng với size 101 nha cả nhà. Con này chốt cho em tới 17 kg cho em nha. Form rất là đỉnh luôn. T18 kèm size. T18 kèm size size 120, T18 tướng với size 101. Tiếp cho em con này. T19 size 101 tướng với size 100. 12 13 kg chốt cho em tới 14 15 kg. T19 14 kg xong mấy chị, 12 tới 14 kg T19 cho em. T18 em hết hàng rồi nha chị, mấy chị ơi, còn T19 nha. T18 16 kg chị Hà Nguyễn. T19 Dạ 17 em không có size 29 kg cho chị Thanh Thảo ơi. T19 size 101 tương với size cho bé tầm khoảng 14-15 kg. T19 bé 15 kg chị Hội Nguyễn. Rồi con này chốt cho em là mã T20. T20 size 130 tương với size 120. 18-20 kg chốt cho em con này là mã T. T20 kèm size nha mấy chứ ơi, T20 cho em nha. T20 size 130 tương với size cho bé 18-20-21 kg. 18-20-21 kg. Chốt cho mình bộ đồ. Em mỗi bộ em có một size à chế. T20. Rồi cái này là mã T20. Đồ bộ là đồng giá 150.000 nha chị Thu Xuân ơi. Đồ bộ hộp nha mấy chứ. 150.000 bộ. Rồi con này chốt cho em là mã T20. T21. Gửi đừng sót hàng của em nữa nha chị Hệ Nguyễn. Dạ ok chế. Rồi con này chốt cho em là mã T21 kèm size size 130 tướng với size 120. Đẹp lắm. Con này chốt cho em 18 tới 20 kg cho em nha cả nhà ơi. T21 kèm size. Mấy chị ơi lên kèm em xuống cân em mới chốt được cho mình nha. Kèm size kèm tốt con nha mấy chứ. Con này chốt cho em là mã T22. T21 kèm số cơ hơn mấy chế ơi. Mã T21 xin 3 chị Hoàng Yến. T22. Con này size 150 tương với size 140. Con này chốt cho em 25, 26. 26 kg tới 32 kg cho em. Con này chốt cho em là mã T20. T22 kèm size T22. T22 kèm size nha mấy chị ơi, T22. 150 á. Chốt bà Thanh Thảo Nguyễn bộ kìa. Rồi. T22 29 kg chị Thanh Thảo Nguyễn. Rồi cái này bộ này 150 nè, T23. T23 giùm em. 150.000 bộ, size 150 tương với size cho bé 2732 kg. Con này chốt cho em là mã T23 giùm em nha mấy chị ơi, T23 bộ cuối cùng. Không, cho chế thêm. Ôi, chờ xíu đi. Con này T23. T23 kèm size, T23 kèm size. T23 là size 150 nha mấy chị ơi. T23 size 150 ha, 27 tới 32 kg size 150 T23. 4 năm thôi. Rồi. Con này chốt cho em là T24. Chốt cho mình bộ bé gái size 100-101 cũng được. Chốt cho mình bộ bé gái size 100-101 cũng được hả chế? Rồi con này chốt cho em là mã T20. T24 cho em nha mấy chị ơi, size 130 và size nhiêu em? Size 100 nè chế. Cái này có bộ size 130 và size 100 nè. Con này chốt cho em là mã T20. T24 size 100 và size 130 tương với size 90 và size 120. Rồi. T24 chứ lộn. 100 và 130 mấy chế. T24. Mã T24 bé 20 kg chị Diễm Liên Nguyễn. Rồi.
T25 size 140 tương với size 103. T25 T25 cho em nha mấy chế ơi, size 140 nè. T25 size 140 tương với size 103. T25 T26 size 140 và hai cái size 140. T26 size 140. T26 size 140 cho em nè mấy chế. Tương với size 103 ha. T26 size 140. T26 cho em, T26 T26. T25 và 26 là đều là size 140 nha mấy chị ơi. T26 size 140. T27 size 140 luôn nè mấy chị. Ủa T27 size 103. Mở T25 size 140 Duyên Kim. T27 size 103. T27 size 103. T27 size 103 tương với size 20 kg, chốt cho em tới 25 kg. 20 25 kg. Mai Nguyễn ơi, T26. T26 size 140 Duyên Kim. T26 kèm size gì đây anh chứ? Đẩy lên rồi đó em, size 130. 27 T130. T6 hai cái 140 lận. Mã T27 size 3 giùm Mai Nguyễn. Ủa cái cương đang cầm màu tím đó là size gì vậy? Là T2 mấy? T26. Đúng rồi, T26 còn bộ nữa đó, 140 đó, cương đang tiếp. T26 size 140 giùm Mai Nguyễn. Chốt cho em tiếp nha mấy chế. Ơi, cho chế mượn sạc điện thoại của đứa nào ơi. Cái bộ này sang trăm là nốt cho mấy chế. Con này chốt cho em là T20. T28 sang trăm. T28 sang trăm nha mấy chế ơi. Tương với size 90 rất là đỉnh luôn. Con này chốt cho em là T28 ha. Chốt vải siêu đẹp luôn. T28 kèm size nha mấy bà ơi. T28 cho em nhá. T28. T28, T28. Cái size 100 nha mấy chị ơi. Ôi cái bộ màu hồng đó còn cái size 100 nữa nè. Bộ dạ, con bunny. Giá 150.000 nha chị Phương đổ ơi. Cái bộ con bunny này em còn cái size 100 nữa nè mấy chị. Cái này là mã T27 nãy đúng không? Mã T28 size 100 chị Hoàng Yến. T27 nữa nè mấy chị, size 100. T27 size 100 nha. Con này T27 nãy em còn sót bộ size 100, chị nào lấy comment giùm em T27 size 100. T27 á mấy chế, cái màu mở T27 để 10kg chị Ngọc Tú. Rồi chốt cho em con này là mã T20. T29 cho em. T29 size 140 tương với size 103. T29. T29 nha cả nhà ơi, size 140 tương với size 103 cho em. T29 20 25kg cho em. T29. T29 kèm size. Cái bộ màu xám ở đâu rồi Tuấn, lấy chế cái bộ màu xám nãy Tuấn. Chị bỏ anh ơi, khách mới sẽ kèm cho em số điện thoại mới chứ. Đúng rồi, chụp ở đây chứ. Tối hai chín là 240 nha mấy chế. Chốt cho em T30 nè. T30 kèm size, cái này em có bộ size 101 là tương ứng với size cho bé, size 100 từ 12-13 kg trở lên. Có size 100 không? Cái này 101 trở lên. Con này chốt cho em là mã T30. T30 ha mấy chị. T30 kèm size. Cái này có tới hình như dạ 134 ha. Size 101, 103 và 140 kèm size giùm em ha. Con này chốt tới 26 kg cho em. T30 kèm size. T30 từ 12 kg chốt cho em tới 26 kg nha cả nhà ơi. T30 kèm size. Chưa có nón chứ ơi, Thu Hà ơi, chưa có lịch về nón. Nó em đang đặt hàng mà chưa có được về. T30 kèm size, không có size 100, cái này size 101 trở lên nha mấy chị ơi. Rồi 12. Ở T30 bé 12kg chị Diễm Liên Nguyễn. 134. Em còn 134 nha mấy chế. Là hết rồi đó mọi người ơi, đồ bộ là hết hàng rồi đó mấy chế. Ở T30 xem 3 giùm Mai Nguyễn. Ở T30 101 còn đó em. Ở T30 xem 1 giùm Hoàng Yến. Còn 34. Em còn mấy bộ nữa là hết đó mọi người nè. Còn nhiêu đây là hết rồi đó. Hết nón rồi hả chứ? Nón em hết hàng rồi chứ. Dạ chốt chị T30 rồi nha chị Hoài Biến ơi. T31 cho em đi nè mấy chứ. T31 em còn đúng mấy size thôi.
T31 kèm size hả? T31 em có sàn trong, tương với sàn 10kg, tương với sàn 90-11kg cho em. T31 kèm size ha cả nhà. Con này bé gái ha, chất rất là đẹp luôn. T31 chất siêu đẹp luôn, những con này chất rất là đỉnh luôn. Em còn đúng mấy bộ thôi, sàn trong 100, 101, 102 và 104, tương với size 100-106kg nha cả nhà. T31 kèm tay giùm em, tương với size 6kg, chất rất là đẹp luôn nè, siêu đẹp luôn con này. T31 kèm size 100-104. Rồi, ôi mấy cái này lẻ lẻ thôi nè, mấy cái em la nhanh cho mọi người luôn. Rồi cái này size T30. T32. T31 bé 13 kg chị Lưu Sư Phạm. Còn còn size 102 và 102. 102, 103. Size 102, 103 size ha. Con này chốt cho em là T30. T32. Tương với size 102 150.000 bộ nha chứ. Rồi con này chốt cho em là T32, tương với size 102 17, 18, 19, 20 kg cho em. Bộ này ha, chất vải rất là đỉnh luôn. Size 103 mà tương với size 102 nha mấy chế ơi. T32 kèm size. Chị Ngọc Tú em có T31 size 10kg thôi, T32 không có 10kg nha chế. Rồi T32 đúng một size duy nhất, 17, 18 kg chốt cho em, tới 20, 21 kg T32. Đẹp lắm, con đó trai gái thì mang được T32. Bíp này còn sót đúng mấy bộ thôi mấy chế. Chị Võ Ánh ơi, em có T31 không có T32 chứ. Rồi. Đúng rồi đây em. Có T32 xem ba chị Hoàng Yến. T30. T33. T33 trai gái đều mang được ha. Con này T33 size 102 tướng với size 101. Size 102 tướng với size 101 15 tới 17 kg cho em. 15 tới 17 kg T30. T33. Rồi T33 kèm size. Tôi đang bán nha. Còn có ai đấy, tặng nha cậu. T33. T33 là size 102 nha mấy chị ơi. Chốt cho em con này là T34 nè. T34 cho em ha. Trời ơi, hai đấy là chế luôn. T33 xin hai dụ Hoàng Yến. T34 cho em đi, em còn được T34 385 size 103, rồi 2 set size 103. Con này chốt cho em là T30. T34. 31 còn 104 không em? Dạ hết 104 rồi chứ, còn tới 103 thôi. 31 em còn tới 103 thôi mới chết. Giá đồ bộ là 150.000 nha chị Anh Phương Phạm ơi. Rồi 150.000 bộ nè. Con này em có size 103. Con này chốt cho em là T34 giùm em ha. Tương với size 102. Con này chốt cho em từ 17-18 chốt cho em tới 20-21kg. Đẹp lắm. Form và chất siêu đẹp luôn. Rồi T30. T34, T31 20kg còn không em? Dạ còn. Rồi T31 đâu? 31 lấy kìa. Con này là T34. T31 bé 20kg chị Diễm Ly Nguyễn. Ủa chị Diễm Ly Nguyễn lấy T31 hay là T34 vậy chứ? Cái em đang cầm là T34 này chứ. Chị Diễm Ly Nguyễn lấy cái mã nào á? Bà có comment lộn không chứ? Sợ bà comment lộn thôi. 1 với 4 á, 1 với 4 á. Có T34 bé 22kg chị Mai Nguyễn. Chị Diễm Ly Nguyễn lấy mã nào vậy em? Còn cao bộ nữa đó em. Cái này 35 đi, mã cuối nha mấy chị. Chắc bà lấy 31 quá, không thấy bà trả lời. Bộ này em còn size 103 với size 104. 103, 104, size 35 đi, mã cuối ha. Size 35 giùm em nha mấy chị. Ờ, bạn chân có cái coi coi chế 31 phải đó không. Con này size 103 và size 104, mã cuối T35 đi mấy chị. Ok, mã cuối T35 nha mấy chị ơi. T35 size 103 tương với size 18 tới 30 kg cho em. Ủa lộn, 18 tới 26 kg. 18 tới 26 kg size 35. Mã size 35 size 3 chị An An Ngọc. Còn một cái size 103 nữa. Mã size 35 xem tôi chị Kim Linh. Rồi còn một bộ size 103 nữa nè. Còn bộ size 103 ha, chị nào chưa có thì comment lại em. Chốt được thêm mấy bộ.
còn được có mấy bộ à. Em like, cái này like chưa? Đâu chứ mượn em, cái đó đi. Mới like luôn hả hay là chưa? Mới vừa like xong luôn. Được rồi. Thôi, 6 đi thêm bộ đó nữa đi, 6 đi. Tới 36 cuối cùng. Tới 36 mà cuối, cười gì lắm á. Cười cái mà. Tới 36 sẽ 130 nè. Nhi với vừa lấy chưa đi like à? 130. 150. 350 nè. Con này chốt cho em tới 36 đi mà cuối luôn nè, mấy chớ rồi 6 ha. Tới 36 mà cuối cùng. 130 và 150 hai size thôi, tới 36 kèm size giùm em. Tới 36 kèm size nha mấy chị ơi. 130 và 150. 34 hả? 34 kèm size. Quá đẹp luôn. Con này tới 36 mã cuối ha, size 130 và size 140. 130 và size 140 kèm size giùm em. Tới 36. Tới 36 kèm size nha cả nhà ơi. Tới 36 cho em size 130, tới 35. Tới 35 còn bộ size 130 em. Có tới 36 kèm 3 Yuri Nguyễn. Cái này còn 34 nè. Có tới 35 kèm 3 giùm Mai Nguyễn. Rồi Mai Nguyễn. Con này tới 36. Mai Nguyễn chắc là lấy 35 hay là 36 á. Mà lấy size nào chế? Chế nói size nào cũng được. Rồi bà Mai Nguyễn lấy cái nào bà? Hai bộ luôn hay sao vậy chứ? Có tay 36 sang tư chị Mai Nguyễn. Thế nào cũng được. Sao nào cũng được. 36 còn cái 130. 36 còn cái 130. Còn bộ nào sang 100 không? Nhưng hết rồi chứ rồi. 36 em còn cái 130 nha chị, mấy chị ơi. Chị Mai Nguyễn mà lấy hai bộ thì ok giúp em đi chị ơi. À chị nó lấy cả 100. Rồi lấy cả hai luôn hả? Rồi ok chứ. Số 7 bạn. Cái này sang 140 nè. 37 cho em. 37. Ê, váy là em có lịch về đó mọi người. Thứ 6 về đó, váy thứ 7 em bán cho mấy chế. Có lịch về đó mấy chế rồi. Báo mới báo, bên giao hàng mới báo. Con này chốt cho em là B37 size 140 nè. B37 size 140 nè mấy chế. 37 size 140. 37 size 140. Chị mệt quá. 38 nè. 37 là 140 nha mấy chị ơi. 37 size 140. Đang được coi má ơi, má còn quay video chạy bộ mà má ơi. Trời hôm nay đi chạy bộ nữa hả? Chút xíu nữa like nữa. Con này chốt cho em là B30. T38 là size 130, T38 size 130. T38 size 130. 39 là con bunny này size 140. 39 là size 140. 39 là size 140 nè mấy chế. Con này 39 size 140 ha. Rồi ok. Cuối cùng luôn. Ui trời mày ơi. Mệt quá, ra đi. 40 trời. Ra đi. Con em 22 cân nên mặc size 120 nha, tôi cũng được. Ừ đúng rồi đó. Ra đi. 40 mà cuối nè mấy chế. Hốt đi mấy bà ơi. Hốt về đó. Hết về đồ bộ rồi, 40 ha mã cuối nè. Tôi ngồi like hồi nó chửi tôi chết. Rồi cái này B40, nó đang chuẩn bị quay video. Rồi con này 40 kèm size, 40 cho em. Rồi, 40 là size 140 nè. Có size nhí? 40 ha. Váy xinh quá chừng, chừng nào like, cuối tuần like nha chị ơi. Còn mấy ngày? Mấy ngày nữa về tới hàng rồi mới chết. Gán cờ chờ em vài bữa ha. Là... thứ 6 nó giao hàng, thứ 7 em like. Rồi 40, size 140 nha mấy chị. Nè, tiếp 40 là em chết. Còn tầm, còn vùng, còn nhiều rồi. Xinh lắm, trời xinh ơi. Xinh ơi, nắng. Xịn lắm luôn á mọi người. Phải nói là từ chất vải ha. Cái hãng mới này từ chất vải, kiểu dáng rất là xịn luôn. Ok rồi, lục. Không phải là... 36 đổ qua 38. 38 là cái gì ta chị? 38 là của em kiếm không? Rồi đổ qua cho chị đi em. Chị gì kiếm của chị Yuri Nguyễn á. Lấy cái 36 để ra cho chị. Mở tay 38 xem chăm 3 chứ chị Yuri Nguyễn. Ok chưa? Trời ơi cái hãng này nó hàng. Biết rồi. Kiểu rồi ý con, xô hên làm gì chứ trời. Bực bội nha. Mệt nè.
cái hãng này á mọi người, không phải nó hàng không, nhiều cái hãng hàng mà chất vải không có ok em cũng không lấy về bán cho mọi người nữa. Con này nó hàng mà nó vừa xịn nữa nha mọi người, chất vải rất là đỉnh, đường kim mũi chỉ mai rất là nét luôn. Mới lấy về bán đó mọi người, nhiều hãng rất là hàng luôn mà chất vải không ok em cũng không lấy về bán nữa. Nhiều khi mình bé mà mọi người, mặt đẹp mà phải chất vải ok nó mới chịu mặc, còn nó chưa có hiểu được cái nào là đẹp, cái nào mà xấu, nên là cái nào chất ok nó mới mặc. Nhiều khi á hả, a khai nhiều cái chất không đẹp nó đâu không thèm mặc đâu. Nó nên là cái này em phải chọn chất vải và mẫu mã rồi cho mọi người nữa. Nhiều hãng, rất là nhiều hãng chất đẹp là mẫu đẹp lắm, mẫu nhìn vô là hàng, nhìn vô muốn mua liền mà chưa chắc gì cái chất nó đẹp. Mấy con này xịn lắm mọi người ơi, chưa có like, cuối tuần mới có lịch về. Cái mấy cái này là chất đuổi không mà rất là mát luôn á, chất đuổi không mà váy hè á, chất đuổi không mà rất là xịn. Rồi bye bye mọi người nhé, đẹp quá trời đẹp luôn á. Cuối tuần đi em nôn quá trời nôn mày, nôn quá trời nôn like. Tới cuối tuần mới giao hàng, tới thứ sáu nó mới giao hàng, thứ bảy em mới like được cho mọi người. Tới thứ sáu luôn nó mới giao hàng, giao trước mật mẫu à, nó về cho em trước mật mẫu à. Dịch sập nguồn. Rồi bye bye mọi người nha, cảm ơn mấy chế, tối em like tiếp. Rồi bye bye mọi người, để em quay nữa. Rồi quay video mấy chế rồi.